Các vị đại lão đi qua nếu thấy hay, nhớ cho tiểu đệ xin một like và một đăng ký, tiểu đệ xin chắp tay cảm tạ. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, Srote Taylor. Lúc này cậu đang nếm trải cảm giác xuống đáy xã hội. Lý do là bởi vì cậu xuyên không rồi, đúng hơn là xuyên vào game. Nó là một trò chơi có bối cảnh diễn ra ở trường ma pháp, học viện Sylvania. đây cũng là trò chơi cậu thích nhất, kiếm sĩ thất bại ở Sylvania. Thường thì trong truyện tranh khi xuyên vào trò chơi thì hoặc là bạn sẽ trở thành con trai cả của gia đình tài phiệt, thiếu chủ gia tộc thiên tài thích gây rắc rối, hay là nhân vật thợ săn cấp SSS phá vỡ mọi luật lệ. Nhưng mà nhân vật chính của chúng ta thì đéo, bằng một cách thần kỳ nào đó thì anh lại trở thành một nhân vật phản diện hạng 3, bị đá ra khỏi ký túc xá ngay đầu trò chơi. Cậu xuyên vào nhân vật tồi tệ nhất ở thời điểm xấu nhất. Đúng là không cái đen nào bằng cái đen này. Ezra Taylor là một nhân vật phản diện xuất hiện ngay từ khi trò chơi bắt đầu, lợi dụng địa vị quý tộc của mình. Cậu ta đi gây sự với những người bạn thời thơ ấu của nhân vật chính và rốt cuộc nhận lấy kết cục bị trừng phạt. Không chỉ dừng ở đó, mang trái tim tràn ngập hận thù. Ed đã ác ý thay đổi kết quả bài kiểm tra đầu vào học viện Sylvania của nhân vật chính và sau đó bị bắt quả tang bởi đệ tam công chúa của đế quốc Cloel, Felnia. Cô ấy đã dùng thấu thị để phát hiện sự dối trá và âm mưu của mục tiêu. Ezra Taylor người bị phát hiện trong hoàn cảnh đáng buồn đã nghiến răng biên hộ, nhưng đều bị vạch trần trước thấu thị của Felnia và sau đó bị đuổi khỏi ký túc xá. Tất cả mọi người trong học viện có lẽ rất căm ghét Ezra Taylor. Ngay sau đó cậu cũng bị gia đình mình gạch tên ra khỏi gia phả. Nhưng điều quan trọng nhất là tất cả mọi chuyện này là do tên Ezra Taylor làm chứ chẳng liên quan gì đến cậu. Con mẹ nó chứ, xuyên lúc nào không xuyên, cứ phải xuyên vào cái thời điểm khốn nạn nhất. Giờ cậu chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than vãn, đúng là không công bằng. Tại sao một người đã luôn sống một cuộc đời cần kiệm và đơn giản như cậu lại phải rơi vào hoàn cảnh này? Nhưng mà có vẻ ông trời đã nghe được lời này nên cho cậu chút may mắn. Khi cậu để ý bản thân mình trong gương thì liền thấy mình có một bảng hệ thống, thứ không thể thiếu với các nhân vật xuyên không. Srote Taylor. Thể lực 3, trí lực 4, tài năng 7, ý chí 7, may mắn 6, giới tính nam, tuổi 17, năm 2, chủng tộc con người thành tích không. Nhìn vào cái bảng hệ thống này, bây giờ cậu mới biết lý do tại sao Srote Taylor là tên tồi tệ nhất, mấy cái chỉ số này thấp đến mức đáng thương. Đến NPC nông dân còn có thể lực là 5, trong khi cái cơ thể này chỉ là 3. Cậu ta đang học ở hệ ma pháp mà trí lực lại thấp lè tè, còn thể lực thì quá ít cho dù là quý tộc đi nữa. Thảo nào, ban đầu cậu ta chỉ là tên phản diện hạng 3 xuất hiện ở những cảnh đầu. Dù là trong trí nhớ của mình thì cũng chỉ loáng thoáng nhớ được cậu ta thôi mình còn chẳng có tí ký ức nào về chuyện xảy ra với cậu ta sau này. Nhưng rồi cậu chợt nhớ lại ở một góc cuối của cảnh credit cuối trò chơi. S. Taylor đang ăn xin, trông như một kẻ vô công dỗi nghề vậy. Nhưng mà cũng chẳng ngạc nhiên gì, tên vô lại chẳng biết gì về thế giới, bỗng dưng lại bị ném ra đường nên cậu ta còn sống đã là may rồi. Nghĩ tới cái kết ăn mày, cả người S. Taylor như hóa đá. Dù như thế nào đi nữa, mình cũng sẽ không để cái kết của mình trở thành như vậy đâu. Học viện Ma Pháp Sivania, thay vì là trường học, thì học viện giống với một thành phố hơn. Với toàn bộ dãy núi Aken đều nằm trong phạm vi của nó. Nơi này là tây bắc của học viện, một khu rừng vẫn còn hoang sơ. Ezra Taylor đã cố thoát khỏi ánh nhìn soi mói của học viên và đi tới đây. Lúc Es vừa bị gia tộc tuyệt giao, đó chính là phần mở đầu cực đoan của tình huống. May là dù mình đã bị gia tộc của cậu ta từ mặt, cậu ta vẫn chưa bị trường đuổi học điều này rất quan trọng bởi vì dựa trên thiết lập thì học viện sivania là một học viện đỉnh cấp miễn là bạn tốt nghiệp từ đó thì tương lai của bạn sẽ được đảm bảo và miễn là trò chơi vẫn diễn ra trong học viện thì với tư cách là người đã tận tâm chơi qua đến năm lần mình có thể tận dụng thông tin mà mình có được một cách tốt nhất vậy nghĩa là mình chỉ cần tốt nghiệp trong im lặng là có thể sống một cuộc sống thoải mái và tuyệt vời hơn nhiều so với cuộc sống mà mình bỏ lại ở thế giới cũ nên tất nhiên mục tiêu của mình là tốt nghiệp. vấn đề ở đây là học phí cao ngất ngường, chắc là học phí của học kỳ này đã được trả rồi nên cậu cần kiếm học bổng cho học kỳ sau. nhưng với cái chỉ số cùi bắp của cơ thể này thì không biết liệu có thể không, có khi không thi trượt đã là may rồi. học phí mình có thể lo sau, nhưng đầu tiên thì phải nghĩ đến vấn đề cấp bách trước đã, những thứ mà mình cần để sống sót: thức ăn, quần áo, nơi ở. nhìn vào cái vali chứa đầy đồ đạc cậu tự hỏi làm sao để tuần sau không phải đi ăn xin. Trước hết thì quần áo đã có đủ rồi, nhưng còn thức ăn và nơi ở. Bởi vì danh tiếng của cái cơ thể này quá là thối nên rất khó kiếm được việc làm. Bản thân cậu cũng không thể quay lại ký túc được vì vừa bị đá ra khỏi đó. Đánh giá được cậu đưa ra cuối cùng là chắc mình sẽ bị kẹt lại ở trong khu rừng này. Nhưng mà ít nhất ở đây cũng gần dòng suối. Và còn 10 ngày nữa thì mới tới thời gian khai giảng cho tới lúc đó cậu phải tìm cách sinh tồn trong khu rừng này. Ở trong rừng lúc này cậu đang dùng thần chú phong đao để chặt từng cây gỗ ra, nhưng mà mới chặt được có 15 cây thôi mà đã phải thử bằng oxy rồi. Càng sử dụng ma pháp nhiều, cơ thể cậu càng cảm thấy đói hơn. Khi quay đầu nhìn vào mấy miếng gỗ bên cạnh cậu liền nhớ tới những lời ông nói với mình khi còn nhỏ. Khi ông còn bé thì có nạn hạn hán, ông nói là đã ăn vỏ cây ở sau núi. Vậy là cậu liền lấy vài mảnh vỏ cây bỏ vào trong một cái ly bằng kim loại, rồi sử dụng pháp thuật để đun sôi nó lên. Sau khi nấu xong, cậu liền dùng một cái que xiên qua mảnh cây để chuẩn bị ăn. Còn khen ngợi, nếu không nhìn kỹ còn tưởng đấy là ức gà đó chứ. Sau đó cậu liền vui vẻ mà thưởng thức món vỏ cây luộc. Tiếp theo đó liền là những chàng nôn thốc tháo vang lên. Ngày thứ ba, lúc này gương mặt cậu nhìn như thằng nghiện. Sau khi chịu đói trong một ngày và luôn nôn thốc tháo trong hai ngày, thì cậu đưa ra được kết luận là vô nên được dùng để xây nhà. Đầu tiên cần phải dựng khung để chống đỡ gỗ mình chỉ có hai tay nhưng lại có đến bốn cây cột việc này đúng là không đơn giản mà nhìn cái cơ thể của cậu ấy đang gắng gượng chống đỡ lấy bốn cây cột là tôi thấy thương cho cái eo của cậu ấy không ngoài dự đoán của tôi bốn cây cột ngay lập tức đổ xuống không biết xương sườn cậu ấy có gãy cái nào không cuối cùng sau một lúc chật vật cậu ấy đã dùng một cái dây để cố định bốn cây cột lại coi như là cũng hoàn thành xong cái khung đến ngày hôm sau thì cái lều gỗ cuối cùng cũng được hoàn thành Nhìn tác phẩm trước MA TS Roteller lẩm bẩm, trông cũng hoành tráng lắm đấy chứ. Ngay lúc này một thông báo hệ thống hiện lên trước mắt cậu. Bạn đã hoàn thiện tác phẩm, tay nghề thủ công của bạn đã tăng lên, tác phẩm hoàn thành mới. Lều gỗ cơ bản, căn lều bạn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát bên trong, nó còn thô sơ và tồi tàn. Nếu không duy trì thường xuyên thì không lâu nữa nó sẽ không còn hữu dụng. Độ khó nửa sao. Chi tiết kỹ năng sống, cấp thợ thủ công tập sự, chuyên môn, không có. Độ khéo tay level 4 thiết kế level 1, khả năng hái lượm level 1. Nhìn vào bảng hệ thống này xuất hiện, gương mặt S thẫn thờ. Hệ thống chế tạo cũng xuất hiện rồi hả? S đã sống một cuộc đời của một quý tộc nên chắc cậu ta không biết. Tài năng của cậu ta là nằm ở đôi tay còn hơn cả ma pháp nữa và hiện tại mình cần độ khéo tay đó. Tiếp theo đó S liền chế tạo ra một cây lao cơ bản và dùng nó để đi kiếm thức ăn. Bụng rỗng đã hai ngày, lao động tay chân quá mức. Chắc chắn là giờ mình không thể cử động được nữa nhưng chắc là sự liều lĩnh đã giúp mình còn có thể hành động được, mình muốn ăn thịt. Nhờ trời thương xót, cuối cùng cậu cũng săn được hai con cá. Nhìn những con cá tươi ngon này trước mặt, cậu liền lập tức thi triển phép thuật để nướng nó lên. Nhìn vào hai con cá đang tỏa mùi thơm trên tấm đá, trong lòng cậu bắt đầu nghĩ, chỉ còn một tuần cho đến khi trường khai giảng, mình chỉ cần cầm cự như bây giờ thôi. Nếu có thể chống đỡ được đến lúc đó thì mình sẽ vượt qua được trường lớp mà không có vấn đề gì. Ngay khi cậu định thưởng thức con cá thơm ngon thì liền có một giọng nói vang lên phía sau. "S Taylor, ngươi vẫn chưa rời khỏi nơi này sao?" Lời nói này là của công chúa Fenia, cô ấy cũng là người đã đá đít S ra khỏi ký túc xá. Nhìn vào cô gái trước mặt này, S cảm thấy đúng là xui tận mạng, gặp ai không gặp lại gặp đúng cô ấy. Người mà không nên gặp nhất, ngay khi thấy mặt S cô ấy đã bắt đầu tra khảo. "Ngươi đang làm gì ở đây?" Trước câu hỏi này của cô ấy, Ed đành phải giải thích rằng mình vẫn là một học viên ở đây, mình chỉ là bị đuổi khỏi ký túc xá thôi chứ không phải là đuổi học. Mặc dù Ed đã giải thích, nhưng mà cô ấy vẫn nói một câu. Biến, ta không thể chịu đựng được nhìn thấy một tên vô liêm sỉ như ngươi quanh ngôi trường này. Ta sẽ nói với hiệu trưởng của trường để yêu cầu trục xuất người ra khỏi đây. Vì tội danh đã hành động mất phẩm giá đối với học viên của học viện, vì tội danh đã cố tình hãm hại một học viên, ngăn chặn tương lai của họ. Trong lúc nghe cô ấy mắng chửi, thì đống cá của S đã bắt đầu cháy khét rồi. Sau khi phải chịu đói 3 ngày, thức ăn quý giá của mình. Nhưng ngay lập tức cậu tỉnh táo lại, thức ăn chưa phải là vấn đề lúc này. Nghĩ thế nào đi nữa thì giờ mình cũng tới số rồi, người này là công chúa Phoenicia, cô ấy thực sự có quyền lực để đuổi học mình. Nếu đã như vậy thì, nghĩ đến đây cậu liền thay đổi thái độ, mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Không phải hoàng tộc luôn có được hộ vệ quanh mình sao? Không nghĩ rằng một công chúa lại có thể xuất hiện trong rừng một mình thế này. Giọng nói cậu tràn đầy sự uy hiếp, ngay cả biểu cảm lẫn nụ cười của gương mặt cũng hoàn toàn giống phản diện. Cười kiểu này mà nói là người tốt thì thổ phỉ cũng hóa thành Bồ Tát. Bên này công chúa cũng lập tức vận công, đề phòng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. "Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể đe dọa ta, khi ta không có hộ vệ bên mình thì ngươi sai lầm rồi đấy." Ngay lập tức Ess liền quỳ một chân xuống, đồng thời nói: "Ý cô đe dọa là sao? Tôi chỉ đơn giản đang cố cảm ơn công chúa thôi mà." gương mặt cậu ấy tràn đầy sự thân thiện phải thực sự nói gương mặt này đẹp trai thấu thị đã được kích hoạt sự thật không có dối trá nào trong lời nói của s taylor sự xác nhận từ kỹ năng thấu thị khiến cho cô ấy giật mình không biết rốt cuộc tên này định làm gì s cũng hiểu được sự ngạc nhiên của cô ấy gia tộc rot taylor mà s thuộc về rất nổi tiếng và quyền lực nhưng gia tộc đấy đã bóc lột dân chúng và làm các thí nghiệm trên con người từ rất lâu rồi đối với nhân vật chính đó là một gia tộc rác rưởi mà vận mệnh là bị hủy diệt. Tất cả người trong gia tộc đều sẽ bị bỏ tù hoặc là xử tử. Nhưng bây giờ cậu ấy đã bị đuổi khỏi gia tộc, có lẽ bản thân cậu sẽ phải chịu đói và lạnh, nhưng còn tốt hơn là cái chết. Và về lâu dài thì điều này lại vô cùng tốt. Nên điều trước mắt là cậu ấy cần phải thuyết phục công chúa mà không được nói dối, nếu không cậu ấy sẽ bị đá ra khỏi học viện ngay. Theo thời điểm thì khoảng thời gian còn khoảng một tuần trước khi khai giảng. Vậy thì lý do công chúa ở đây là gì? Cậu bắt đầu suy nghĩ về lý do đó. Có vẻ nghĩ ra được điều gì, cậu liền bắt đầu đứng lên nói. Tới đây mà không có hộ vệ với bộ đồ đơn giản, có nghĩa là ngài đang hoàn thành bài kiểm tra xếp lớp. Đó là bài kiểm tra xếp lớp của giáo sư Glas, bài kiểm tra yêu cầu tìm kiếm hạt ma pháp trong rừng. Bài kiểm tra của ông ấy nổi tiếng được biết tới là vô cùng khắc nghiệt. Dĩ nhiên nếu đó là công chúa Phonia, người nhắm tới lớp tốt nhất thì sẽ nhắm vào lớp A rồi. Người đang định bộ ta đó à? ngươi không thay đổi gì nhỉ như dự đoán ta nên yêu cầu học viện đuổi học ngươi ngay lập tức nhưng những câu nói tiếp theo của ed làm cô sững người nếu không có sự trợ giúp của tôi ngài sẽ không bao giờ vào được lớp a đâu nếu tôi nói dối chút nào thì ngài có thể đuổi tôi cũng được câu nói của cậu tràn đầy sự chắc chắn cứ như vậy cô ấy đi theo sự chỉ dẫn của ed tới một hòn đảo nhỏ ở phía đông nam khu rừng tại một hốc cây trên hòn đảo cô ấy đã tìm được thứ mà mình mong muốn một hạt ma pháp đó chính là món quà mà S để lại cho cô ấy. Tôi nghĩ nên gọi đó là tiền hối lộ. Nhìn vào hạt ma pháp trên tay Phonia, bắt đầu suy nghĩ. Tên S ba ngày trước chắc chắn là muốn tên bịp bợm và bất tài. Mình vẫn nhớ như in tình hình khi đó. Tuy nhiên S hiện tại, hành động hôm nay của S đã khiến cho cô công chúa có chút thay đổi suy nghĩ về cậu. Tại phòng học của học viện, giáo sư Glass tuyên bố bài kiểm tra đã kết thúc và yêu cầu các học sinh lấy ra hạt ma pháp đã tìm được. Ngay lập tức. Các học sinh liền lôi ra những thứ mà họ cho là hạt ma pháp mang đến trước mặt giáo sư, với ánh mắt hy vọng rằng mình sẽ được xếp vào lớp nào đó ngon ngon. Nhưng kết quả là tất cả đều cút vào lớp F. Điều quan trọng là biết được ý đồ của người ra đề trong bài kiểm tra, bài kiểm tra này không chỉ là tìm được hạt ma pháp. Chỉ có những người có thể tìm được những hạt chứa đầy ma lực thế này mới vào được lớp A, vừa nói ông ấy vừa đưa ra ba hạt ma pháp vàng lấp lánh. Chỉ có ba người tìm được những hạt đó, Zix, theo và cuối cùng người tìm thấy hạt ở cây hộ vệ của Marida chứa ma lực cao bất thường. Người tìm được hạt bị ta ẩn giấu đi, cho sẽ là người đứng đầu lớp. Lúc này S đang loay hoay làm cái gì đó. Cá của cậu ấy đã cháy hết rồi và cậu ấy không còn đủ sức để dùng thương bắt cá nữa. Vậy nên cậu ấy đành chế tạo ra một cái cần câu cá thô sơ với độ đánh giá là một sao. Trong lúc buộc mồi, cậu ấy liền bắt đầu suy nghĩ. Công chúa thứ ba của đế quốc, Phonia Elias Glowel. Từ khi còn trẻ, cùng chúa Phonia đã nhìn thấu được dối trá và ngụy biện. Ánh nhìn sắc bén đó là kết quả từ một kỹ năng bẩm sinh, không ai có thể thoát khỏi thấu thị của cô ấy. Do đó, không còn cách nào khác ngoài việc đưa cô ấy thông tin chính xác. Nhưng điều này lại dẫn đến vấn đề lớn hơn. Lý do mà tại sao công chúa Pho sẽ được gọi là công chúa của tình yêu là sau khi thất bại trong bài kiểm tra xếp lớp, cô ấy sẽ bị vào lớp ép. Khi đó mọi chuyện sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, nếu Phonia người có tầm ảnh hưởng trong giai đoạn sớm này tìm được hạt ma pháp và vào lớp A, thì cốt truyện gốc sẽ bắt đầu sụp đổ, kể cả khi mình tránh được việc bị đuổi học, tất cả thông tin mình có đều sẽ vô dụng và mình sẽ xong đời. Nghĩ tới đây cậu liền thở dài, dĩ nhiên nếu người đứng đầu lớp là Lucy Merrill thì tương lai có lẽ sẽ không thay đổi. Thấu thị luôn cho thấy sự thật, việc cô ấy tìm thấy hạt ma pháp đã chứng minh Eddie không nói dối. Tuy nhiên đây không phải là món quà, cô ấy xấu hổ với những ưu đãi mình có được nếu công bố kết quả. Cô ấy muốn chứng tỏ mình, cô ấy biết rằng hạt ma pháp này sẽ cho ra kết quả tốt nhất cho bài kiểm tra nhưng Phonia đã không lấy nó bởi vì cô ấy không tự tìm ra nó. Danh hiệu công chúa tình yêu của cô ấy nhận được trong tương lai không phải là một kỹ năng hay chỉ số mà là danh hiệu cô ấy nhận được khi đi đúng cốt truyện. Mình đã ném ra một mùi câu cho công chúa, dù cho đó là lời nói dối hay thật đi nữa cũng không thành vấn đề. Công chúa vẫn sẽ luôn để tâm đến nó nếu Ezra Taylor thật sự nói dối rằng công chúa sẽ rớt bài kiểm tra. Cô ấy sẽ tự tin hoàn thành và đấm vào mặt cậu ấy. Tuy nhiên, S Taylor đã không nói dối, việc cô ấy không thể vào lớp A, công chúa bây giờ không thể làm gì hơn được nữa. Lúc này S cũng câu được một con cá, giống như cách mà cậu ấy thả câu với công chúa. Cậu đã đảm bảo được việc mình không bị công chúa đuổi học mà vẫn giữ được cốt truyện. Cuối cùng ngày khai giảng cũng tới, buổi sáng hôm đó S đã phải chạy thục mạng cho kịp giờ. Trong buổi tiệc chào mừng Ed có thể nghe được mọi người đang bàn tán về mình nhưng cậu không để tâm lắm. Đây là phần thưởng của người chiến thắng, cứ việc tận hưởng thôi. Ed đã ăn hết cả tá đĩa thịt như thể ăn bù cho những những ngày sống dưới đáy xã hội trong rừng của mình. Ngày hôm sau, hôm nay là lễ khai giảng chính thức của Học viện Sylvania. Nhưng mà mới ngày đầu đi học mà nhân vật chính của chúng ta đã được lên phòng hiệu trưởng ngồi uống nước. Tí nữa thì cậu được cút xéo thực sự. Ai mà người Phonia lại kể cho hiệu trưởng nghe về mình chứ? Nhưng mà thấy ông già hom hem đó cười nói nhiều lời vậy thì chắc là cô ấy đang nói tốt về mình rồi. Dù sao thì hên lắm mình mới thoát được cảnh bị đuổi học. Tốt hơn hết là nên cẩn thận để không đi lệch quá xa so với cốt truyện gốc. Lệch tí có khi bay màu ngay. Mình vừa có kỹ năng sinh tồn để sống sót, vừa luyện tập được phép thuật phù hợp cho một học viên hệ ma pháp. Không có vũ khí nào tốt hơn cung để kết hợp vận dụng hai thứ đó. Vì một khi mình sử dụng những kỹ năng sinh tồn thành thạo hơn và có thể tạo ra những cây cung có chất lượng tốt hơn, thì mình sẽ có thể yểm tinh linh và thần chú lên mũi tên. Mặc dù một điều hiển nhiên là tinh linh và thần chú đều không phải là thiên phú của mình. Lúc này Srot Taylor bỗng nhiên thấy một người khiến anh sững người. Một cô gái đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, cô ấy là Janika Feloper, năm 2, hạng nhất lớp. Pháp sư tinh linh thiên tài. Lúc này cô ấy cũng để ý tới S Cậu là cái người buồn cười mà Marida nói đúng không? Taylor đúng không tôi là Janika Feloper. Tôi cũng học 52 giống cậu, cậu có thể gọi tôi là Janika. Vừa nói cô ấy vừa tốc biến ngay đến trước mặt S khiến cho cậu ấy giật mình. Hết hồn hả? Đang tự hỏi làm sao mà tôi biết cậu đúng không? Cậu thấy đó, khu rừng này là lãnh thổ của Marida một tinh linh cấp cao. Tôi rất hay ở đây nghe cô ấy kể rất nhiều chuyện trong đầu. Chủ nhân của khu rừng này kể cho cậu nghe về tôi á, Ed thắc mắc. Marida có đôi lúc hơi tọc mạch, nhưng mọi thứ trong khu rừng này đều nằm trong tầm mắt của cô ấy nên sao cô ấy có thể không phát hiện ra một vị khách không mời được chứ? Nghe được câu khách không mời, Ed liền nhìn vào con thỏ trên tay mình rồi suy nghĩ. Đúng là mình có giết hơi nhiều sóc và cũng chặt nhiều cây nữa. Có vẻ như nhìn thấy được sự lo lắng của Ed, Ranika liền ghé mặt lại gần cậu ấy nói. Đừng có lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt đó, sinh vật trong khu rừng này cũng tuân theo quy luật ăn hoặc bị ăn của tự nhiên mà. Marida cũng không có ý kiến gì vì mấy việc đó của cậu đâu. Việc Janika lại gần khiến cho Ed có chút đỏ mặt. Tôi đoán là đến cả một con sói khổng lồ trông đáng sợ cũng có một trái tim nhân hậu nhỉ? Lời nói của Ed khiến cho Ranika có chút giật mình. Bất ngờ lắm đúng không? À tôi có thứ này muốn cho cậu xem. Dễ thương với đáng yêu lắm đúng không? Vừa nói cô ấy vừa đưa tay ra trong lòng bàn tay của cô ấy có một đồn sáng. Hôm qua vừa mới gặp được nó là tôi thử ký khế ước với nó ngay và luôn. Cậu có muốn thử chạm vào nó không? Nhìn vào lòng bàn tay của cô ấy, Ed bắt đầu suy nghĩ. Khế ước, nó là một tinh linh sao? Muốn làm bạn với Janika thì lúc nào cũng được nhưng nghĩ đến đây cậu liền bắt đầu nói ra. Tôi không thấy tinh linh nào cả, nên cũng không biết được nó đáng yêu với dễ thương ra sao. Đúng hơn là tôi không có khả năng nhìn thấy được. Cậu không thể thấy được tinh linh sao? ừ dù sao thì tôi cũng đến đây để kiếm thức ăn thôi tôi đi trước nhé nói xong cậu liền quay người bỏ đi mục đích của cậu là không muốn liên quan tới Janika nhiều lắm chỉ bằng cách theo đúng cốt truyện gốc thì cậu mới có thể có được những thông tin có lợi cho mình Janika Felover là một người vô cùng quan trọng trong cốt truyện gốc mà cậu ấy không bao giờ được phép đến gần nhìn theo bóng lưng của S rời đi đôi mắt của Janika cũng thay đổi đây chắc chắn là đôi mắt của một Ianer Nhớ lại ký ức ban nãy, cô liền bắt đầu nói với thứ gì đó bên cạnh. Cô nói đúng lắm Marida, cậu ta đúng là một người thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại thì nãy giờ có khi là cậu ta không thấy được cô thật đấy, cậu ta thật ra là ai vậy chứ? Bên người cô ấy lúc này có một con sói khổng lồ và một con rơi. Có vẻ đó là những tinh linh mà cô ấy đã đề cập tới lúc nãy. Sau đó cô ấy ngã vào bộ lông đầy mềm mại của Marida. Tôi đã rất cố gắng để thân thiết với cậu ta, nhưng sao cậu ta chỉ toàn ừ vậy? ư ừ, nghĩa là sao chứ Trời ạ à, thôi thì sau này cũng còn gặp lại nhau mà giờ bắt đầu tìm hiểu chắc là vừa rồi nhỉ lại giới thiệu về cuộc sống hàng ngày của s một chút chỗ ở của cậu ấy cách rất xa trường học chỉ nhìn vào cái bản đồ này thôi là tôi đã thấy mỏi chân rồi đéo hiểu sao mà làm nhà xa vãi cứt chính vì vậy mà hàng ngày cậu phải vắt đít lên chạy thục mạng từ sáng sớm mới có thể tới lớp đúng giờ chỉ bằng việc di chuyển từ nhà đến trường thôi cũng tăng chỉ số được đúng là tức cười và vì muốn giành được học bổng nên không ấy phải học tập thật là chăm chỉ. Cậu ấy dùng que củi cháy và phiến đá để ghi bài, rồi mượn thêm sách ở thư viện để đọc thêm. Trên đường về nhà, sẵn tiện giặt luôn quần áo dính mồ hôi để hôm sau mặc tiếp. Đúng là một bậc thầy trong việc tranh thủ. Các bạn chắc nghĩ giặt đồ là xong hết một ngày rồi chứ gì, nhưng mà câu trả lời là tỉnh lại đi ông cháu ơi. Cậu ấy còn phải kiểm tra xem là có còn củi khô, nước uống và khô bò cho bữa trưa ngày mai không. Vì làm tất cả việc đó nên mỗi ngày cậu ấy chỉ có thể ngủ 4 tiếng. Nhưng đó không phải là điều làm cho cậu ấy phiền nhất. Có vẻ không thể chịu nổi nữa nên S đành quay đầu nói với một bụi cây bên cạnh. Cậu còn định theo dõi tôi đến bao giờ nữa hả? Janica nghe vậy liền giật mình. Cậu biết rồi hả? Trốn như không trốn vậy thì không biết mới lạ đấy. Cậu biết tôi là ai không? Tôi là Ezra Taylor đấy. Ezra Taylor, kẻ xấu xa nhất trên đời tại sao cậu cứ lảng vảng xung quanh tôi vậy hả vừa nói gương mặt cậu tràn đầy sự uy hiếp thể hiện ra hoàn hảo gương mặt của một kẻ phản diện thì đó chỉ là những nhận xét của người khác về cậu thôi mà đúng không tôi thậm chí còn chưa biết cậu là người như thế nào mà cô ấy vui vẻ đáp gương mặt cô ấy tràn đầy sự thánh thiện như một thánh nữ vậy s lại bắt đầu suy nghĩ cũng phải thôi ranika là kiểu nhân vật như vậy mà thoạt nhìn cô ấy có vẻ ngây thơ dại khờ nhưng thật ra cô ấy là một cô gái có tư tưởng độc lập. tuy nhiên vì mình đã biết trước điều gì đang chờ đợi sẵn trong tương lai nên mình không thì cứ thế trả lời cô ấy với nụ cười hớn hở được. bởi vì Janika Phelps rồi chính là trùng cuối của hồi một. nhưng cô ấy cũng là nhân vật duy nhất cười với Ed. mình không muốn phải đi thật xa đến mức này nhưng nghĩ tới đây cậu tự lẩm bẩm rằng mình là một kẻ xấu rồi nói ra. vậy chúng ta gặp nhau như thế này là định mệnh rồi nhưng cậu giúp tôi một việc này có được không? Janika liền thái độ háo hức. Việc gì cậu cũng thấy rồi đó. Tôi đang rồi lắm. Gia đình tôi thì vứt bỏ tôi, trong người thì không có một xu dính túi. Vậy nên cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Nghe được lời nói này của cậu ấy, Janika liền hóa đá. Ý là tôi mượn rồi sẽ trả lại cậu chứ không có mượn luôn đâu. Bạn bè là để giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn như thế này mà đúng không? Tôi chỉ mượn một thời gian ngắn thôi. Cậu có bao nhiêu vậy? Thật ra Ed nói ra việc mượn tiền là có mục đích cả. Năm nào Ranika cũng nhận được học bổng hạng nhất lớp, nhưng tài năng thôi thì không đủ để người khác nhìn thấy sự xuất chúng của cậu ấy. Nhà cậu ấy nghèo đến mức không có học bổng thì cậu ấy không thể nào đăng ký học hoặc học tiếp lên ở trường. Ranika là con nhà nông nên điểm yếu của cậu ấy là tiền. Nghe được chứ tiền là Ranika bắt đầu tan biến rồi. Ba ngày sau, S lúc này đang săn thỏ. Cậu cảm thấy làm như vậy với Janika là không hay lắm nhưng cậu không muốn dây dưa thêm nữa với những nhân vật quan trọng trong cốt truyện gốc. Tốt hơn hết nên cẩn thận, để không đi lệch quá xa so với cốt truyện gốc. Nghĩ xong, cậu cũng đã về tới chiếc lều gỗ của mình. Nhưng ngay khi nhìn vào bên trong, cậu liền bất ngờ tới mức làm rơi cả cái giỏ phía sau lưng. Ủa cái gì vậy trời? Nói về tầm quan trọng thì nhân vật này thậm chí còn quan trọng hơn cả Janica. Không chỉ bạn bè cùng lớp, mà đến cả các giáo sư cũng phải bắt chữ A mùng chữ O khi nói về người này cậu ấy chính là thiên tài hiếm có và là nhân vật mạnh nhất trong kiếm sĩ thất bại của sylvania lucy merrill nghe được tiếng động cô ấy cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài thức dậy ed thì vẫn đang suy nghĩ thế quái nào mà cậu ấy là ngủ ở đây chứ cậu ấy đang làm gì ở thung lũng này vậy lucy lúc này cũng mở miệng ngươi ồn quá ta không ngủ được ed khó hiểu tôi đã làm gì đâu không phải cậu là con sói to như cái nhà đằng kia vừa nói cô ấy vừa chỉ về phía sau ed Nãy giờ nó nói chuyện với cậu suốt, nó nhờ cậu khi ngày đó đến hãy cứu lấy Zanika bằng mọi giá. Hai ngày sau, lúc này trong trường diễn ra một sự kiện đặc biệt, đó là nhiệm vụ thực hành chiến đấu chung. Đây là một trận đấu đối đầu mô phỏng theo nghĩa đen, để giảm thiểu thương vong tối đa, các học viên khoa chiến đấu hầu như đều dùng vũ khí giả. Công chúa nhân từ Phonia, nữ hoàng Lotte, nguyên tố sư Zanika, Lucy lười biếng, Lebius ta. Những nhân vật này thì đến mai vẫn chưa kể xong ấy chứ nhưng người quan trọng nhất dù sao cũng là nhân vật chính, kiếm thánh thất bại Taylor. Tiếp theo chính là trận đấu của Taylor, Ed vô cùng hào hứng mong đợi. Mặc dù đã biết trước kết quả rồi nên cậu cũng không để ý lắm, bởi người thắng trận trong chương thực hành chiến đấu chung là các học viên nam nhất, cũng như nhân vật chính Taylor. Ngoại trừ một biến số chính là Ranika, không thể tin được đã bị mình xin tiền rồi mà cô ấy vẫn vui vẻ đến chào hỏi mình. Nếu Lucy giống một chú mèo hoang, thì Ranika lại giống một chú cún dễ thương, Lúc này cô ấy đang đưa cho S danh sách các trận đấu. Không cần tôi không thấy hứng thú lắm, sao thế? Cậu không tò mò mình sẽ đấu với ai ư, S. Nghe được câu nói này, S liền ngu người. Khoan đã, mình cũng phải lên sàn đấu à. Sau đó cậu bắt đầu suy nghĩ. Trong cốt truyện gốc lúc này S. Taylor đã bị đuổi học rồi mà, vậy ai là đối thủ của mình? Khi nhìn vào bảng danh sách thi đấu, cậu liền biết ai sẽ đấu với mình, không thể nào. Bên này Taylor cũng bắt đầu lên sàn đấu. Ed liền bắt đầu chú ý đến Taylor, dù chỉ qua màn ảnh nhưng tôi đã sống với nhân vật Taylor rất lâu rồi. Từ những kết cục đau khổ cùng cực cho tới những cái kết đích thực không thể nào quên, hành trình ấy tôi đã trải qua vô số lần. Trong số rất nhiều con đường Taylor có thể chọn, không có con đường nào dễ dàng cả. Tôi đã quyết định sống cuộc đời của chính mình, nhưng tôi vẫn sẽ cổ vũ cho cậu Taylor. Bên này đối thủ của Taylor cũng đã lên sân, cô ấy chính là người đứng đầu lớp năm nhất, Lucy Merrill. Theo như cốt truyện ban đầu, Taylor McLaws, nhân vật chính của thế giới này, người sinh ra với số mệnh trở thành kiếm sĩ. Mặc dù chưa từng cầm kiếm nhưng chỉ với cú vung kiếm lần đầu trong đời, cậu ấy có thể chém gục phép thuật sấm sét của Lucy. Câu thần chú cô ấy nghĩ chắc chắn sẽ đả thương đối thủ lai vô tác dụng, Taylor sẽ lợi dụng sự sơ hở của cô ấy để thu hẹp khoảng cách. Không ngờ Lucy lại sử dụng phép thuật tia chớp hạng chung đánh bay Taylor. Taylor hoàn toàn bị áp đảo bởi phép thuật bản năng của Lucy, nhưng vì đã dùng phép thuật cấp trung nên Lucy bị loại và Taylor giành được vinh danh chiến thắng. Đó chính là một phân cảnh huyền thoại, Ed nhớ lại cảnh tượng đó mà nước mắt tuôn trào vì cảm động. Bên này trận đấu cũng bắt đầu diễn ra, ngay sau khi tiếng hô bắt đầu của trọng tài vang lên. Taylor liền bắt đầu tấn công trước, vũ khí của anh ấy là một nắm đấm gấu, thứ vũ khí chuyên dành cho cô nổ. Nhưng Lucy chỉ nhẹ nhàng tung ra một chiêu phép thuật ta đánh bay Taylor vào tường trận đấu kết thúc chỉ trong thoáng chốc khiến cho mọi người còn không kịp cổ vũ. Lucy bên này vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, từng ấy còn chưa đủ để làm cho cô ấy tỉnh ngủ. Mọi người trên khán đài cũng bắt đầu đã bàn tán, đã xong rồi, chắc cậu ta không thể thắng được học viên lớp đầu ha, dễ hiểu thôi, xông vào pháp sư như thể người ta đấu tay không thì làm được gì chứ. Cuộc đời của Taylor McLaurin luôn đầy dẫy thử thách, sinh ra đã là một kẻ quê mùa, hắn là một học viên thất bại chưa từng đạt được thành tích tốt thì từ khi bước chân vào học viện một kẻ bai trận chưa từng được ai công nhận nhưng trong khi ai cũng cho rằng hắn đã thua bất chấp tất cả những lời chế diễu ngay cả trong khoảnh khắc đầy tuyệt vọng taylor chưa bao giờ ngừng hy vọng thấy nhân vật chính đã đứng lên ed cũng thầm cổ vũ cho cậu ấy taylor lại một lần nữa lao lên tấn công vào lucy lúc này ed bắt đầu mỉm cười suy đoán lúc này lucy sẽ dùng ma thuật sấm xét nhưng bỗng nhiên cậu chứng kiến được một cảnh tượng mà khiến cho cậu giật mình. Ngay khi thanh kiếm chuẩn bị chạm vào Lucy thì liền bị một luồng gió chặn lại. Taylor còn định dùng thêm sức để phá tan luồng gió, nhưng lúc này đột nhiên một gương mặt quái thú xuất hiện. Tiếp theo nó liền phun ra vòi rồng, đẩy bay Taylor thẳng lên trần nhà. Ed bắt đầu lo lắng rồi, kịch bản éo còn theo đúng dự đoán nữa, vừa rồi không phải ma thuật sấm sét mà là gió. Trọng tài cũng tuyên bố sự chiến thắng của Lucy nhưng Ed chỉ đơ người ra, trong đầu cậu ấy suy nghĩ, Taylor đã thua ư. Ừ. Nhìn bóng lưng thất tha thất thểu rời đi của Taylor, Ed bắt đầu suy nghĩ, đây là vấn đề lớn đây, mình không thể để cậu ta một mình được. Lá chắn gió vừa rồi là sự bảo hộ của gió, nó sử dụng sức mạnh của phong tinh linh, tự động bảo vệ chủ nhân khỏi những đòn tấn công bất ngờ, đó là ma thuật đạt được thông qua khế ước với tinh linh cấp cao Marilla. Lucy bên này còn định xin Ed một chút thịt khô, nhưng cậu ấy đã vụt qua nhanh như một cơn gió. Theo cốt truyện thì Merida và Lucy ban đầu là hai tồn tại riêng biệt. Nhưng vì Lucy đã về phe mình nên cô ấy đã có thể ký khế ước với Merida và trở nên mạnh hơn nhờ nó. Trong lúc cậu đang vác đít lên chạy thì trọng tài cũng tuyên bố trận đấu tiếp theo sẽ là giữa cậu và công chúa Phonia. Phonia bên này thấy cậu đang chạy lại gần mình thì còn định nói gì đó. Nhưng mà S đã phất lở cô ấy. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ. Taylor đáng lẽ ra phải chiến thắng cầm thanh kiếm và tự tin hơn. Tuy nhiên cuối cùng lại thua chỉ vì mình. Này, Taylor, nỗ lực của cậu chắc chắn sẽ được đền đáp. Đừng nhụt chí, không việc gì phải xấu hổ vì thua trận cả. Hãy bước đi một cách tự hào đi, cậu đã làm rất tốt. Chỉ là do đối thủ quá tầm với cậu, đừng để những chuyện như này làm nhụt chí mình. Lý do Ed thực sự nói ra những điều này là bởi vì trong tương lai còn nhiều thứ khó khăn hơn xảy ra ở học viện này. Nếu nhân vật chính không là người đứng ra đỡ đòn thì là ai đây? Người đầu tiên phát hiện ra khả năng thấu thị của cô là hoàng đế Cloel, khả năng đó của cô là món quà được tặng bởi thần linh, thấu thị phát hiện sự dối trá và âm mưu của đối phương. Cuộc sống hoàng gia đầy rẫy những lời dối trá và âm mưu không hồi kết, từ trong bóng tối của vực sâu đấy, cô đã phát triển giác quan của bản thân như là vũ khí để tự bảo vệ bản thân mình. Đó là lý do tại sao công chúa Phonia tự tin về khả năng của mình, đó là một vực thảm thối nát từ trong những đôi mắt của gia đình hoàng gia nhìn vào Phonia. Ngay cả khi cô nhìn thấu được chúng, Công chúa vẫn yêu quý cuộc sống ấy mà không hề biết cô không có lựa chọn nào khác ngoài nhìn thẳng vào người này. Tiếp theo trận đấu giữa Ed và công chúa Phonia liền bắt đầu. Đứng trước cô công chúa, Ed liền nói: "Làm ơn hãy nhẹ nhàng với tôi." "Được thôi, mong người cũng thế." Ở phía trên khán đài, mọi người cũng bắt đầu bàn tán về Ed. Đó đều là những lời lẽ tiêu cực. Phonia cũng bắt được suy nghĩ. Những lời nói của bọn họ đều đúng. Taylor sử dụng địa vị để làm xấu mặt hậu bối của mình. Và khi mọi thứ không diễn ra theo ý cậu ta thì cậu ta đã bị phát hiện khi cố thay đổi kết quả bài kiểm tra. Trong quá khứ cậu ta chắc chắn là loại người như thế, nhưng đó có thật sự là tất cả không? Khi nãy sự tuyệt vọng đó là thật. Trọng tài bắt đầu tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nhưng cả hai người vẫn chưa vội lao vào nhau, công chúa là người mở lời trước. S Taylor, ngươi khiến ta hơi bối rối đấy. Ta sẽ chấm dứt trận đấu này. Vừa nói cô ấy vừa thực hiện ma pháp, ngay lập tức một quả cầu nước được tụ tập trước lòng bàn tay cô ấy. Bắt đầu với thứ này, ma thuật mà Ed có thể sử dụng là phong và hỏa. Ngươi sẽ đối phó với ma thuật này sao đây? Dũ bỏ hết những thứ thừa thãi, một trận đấu kịch tính hệt như trận chung kết. Loại bỏ hình ảnh cậu ta ra khỏi trái tim mình. Nhưng ngay khi cô nghĩ đến đây, đòn ma pháp đã đánh trúng vào Ed. Fonia liền ngây người, trên đầu cô ấy hiện ra một dấu hỏi. Mọi thứ hình như không như cô ấy nghĩ, chả có chút kịnh tính nào cả bên này s cũng bị ma pháp đẩy ra ngoài cả người cậu nằm bẹp dưới sàn tôi thua rồi lời nói của s làm cho Phony tức giấc ngươi nói gì cơ người trong lòng cô biết cậu ta thậm chí còn không chặn khi thấy quỹ đạo của quả cầu trên khán đài những lời la ó chê bai bắt đầu vang lên ở bên dưới s Taylor cũng khó khăn đứng dậy nói đây là một trận đấu hay tôi đã học được rất nhiều thứ nhìn vào s phonia bắt đầu suy nghĩ tên đó nghĩ lại thì từ nãy đến giờ cậu ta chẳng hề nhìn về mắt mình, cậu ta không hề hứng thú với trận đấu này từ đầu sao? quả đúng như công chúa suy đoán, ý định của S.B này là hành động thật cẩn thận để nó không ảnh hưởng tới cốt truyện, bởi vì công chúa Phonia là người rất quan trọng trong kịch bản này. Những người còn quan trọng hơn công chúa Phonia là nhân vật chính của thế giới này, Taylor. Trong lúc cậu vẫn còn đang quanh quẩn nhìn xem Taylor đang ở đâu, thì liền có một giọng nói vang lên từ phía sau, S. Taylor. Lời này là của công chúa Phonia. Lúc này cô ấy cả mặt đầy mồ hôi vì đuổi theo Ed. Ngay khi thấy Ed là cả người cô ấy bắt đầu trở nên giận dữ, vì ngay từ đầu cậu ấy còn không có ý định để giành chiến thắng. Cô ấy đã giúp chăm chỉ để theo kịp lớp học nhưng con mụ cáo già thương nhân đấy chỉ nghĩ đến việc cách để tiếp quản học viện. Còn giáo sư Glassy với cái tính gắt gỏng cũng chẳng khá hơn là bao. Trong suốt thời gian đó các người hầu thì luôn nhắc về việc giữ phẩm chất của hoàng gia. Ta đã có đủ thứ trong đầu rồi ngươi là ai mà dám khiến tâm trí ta dối bời như thế? Nghe được những lời nói của cô ấy, Ed có chút lo lắng. Gì cơ, cô ấy thực sự đã dồn nén đến mức này à? Sau đó cậu đặt cả hai tay mình lên vai cô ấy. Công chúa, hãy hít thật sâu và bình tĩnh lại. Ngài không cần phải gắng gượng nữa đâu, hít vào và thở ra. Việc này đã giúp công chúa trở nên bình tĩnh hơn, nhưng khi bình tĩnh rồi thì cô ấy lại trở nên xấu hổ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, hãy quên về nó đi ngay lúc s định chuồn đi thì cô ấy lại nói tiếp đúng thế ta có thói quen xấu ta có thể thẳng thắn đặt câu hỏi nhưng ta cảm thấy như thể ta luôn cố dự đoán bọn họ đang suy nghĩ thứ gì có thể là do ta đã sống trong cung điện quá lâu rồi nên ta sẽ hỏi thật lòng ngươi cố gắng cắt đứt khỏi gia đình của ngươi vì ngươi đã biết mặt tối của họ đúng không có lý do để ngươi kiếm chuyện với taylor là bởi vì ngươi cần một lý do để trục xuất khỏi gia đình nghe vậy s liền suy nghĩ đó là một suy luận sắc bén dù nó hầu như chật lất. Nhưng mà nhà Ruth Taylor có mặt tối là chính xác. Đó là những gì cậu nghĩ trong lòng thôi, chứ bên ngoài cậu vẫn phải giả đò. Không, tôi không biết ngài đang nói về chuyện gì. Lời nói của cậu ấy khiến công chúa vô cùng tức giận. Không thể nào ta lại sai được. Nó chẳng hợp lý gì cả. Vậy thì những lời mà người hét khi nãy với Taylor là gì? Sao ngươi lại động viên người mà ngươi cố gắng trục xuất? chẳng phải ngươi chưa bao giờ thích Taylor ngay từ đầu sao? Chỉ là do tôi muốn giễu cột cậu ta thôi, ngài biết đấy, hầu hết mọi người đều ghét tôi. Nếu tôi động viên Taylor thì mọi người nhìn tôi với cái nhìn khác, đại loại thế. Lời nói này khiến công chúa càng trở nên tức giận hơn. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra là ngươi đang nói dối đấy. Nhìn thẳng vào mắt ta này, nhưng tôi đang nói thật mà. Sau câu nói này, mũi của anh ấy dường như dài hơn ra một chút nhưng công chúa đã ngay lập tức phát hiện ra đó là lời nói dối bằng thấu thị của mình tuy nhiên cô ấy không có bằng chứng cho những lời nói dối đó việc này khiến cô ấy dẫn tới mức phun ra lửa được rồi từ giờ ta sẽ không nói gì về nó nữa vì ta không có bằng chứng ngươi có thể đi được rồi ngươi đã định đi qua cánh cửa đó ngay từ đầu rồi nhỉ ngươi có chuyện cần làm phải không vừa nói cô ấy vừa chỉ tay về phía cánh cửa cảm ơn ngài vừa mở cửa s vừa bắt đầu suy nghĩ đây là lần đầu Phonia thể hiện khía cạnh này của cô ấy. Nếu có ai đó ảnh hưởng đến cốt truyện ban đầu thì cô ấy sẽ có liên quan đến rất nhiều người và sự kiện đủ để mình đau đầu. Có thể là do lỗi của mình vì là một nhân tố mới ảnh hưởng tới cốt truyện. Nghĩ tới đây, gương mặt cậu có chút bất đắc dĩ rồi nói: "Sao gánh nặng của tôi có thể so sánh với công chúa được chứ?" Có thể hơi lạc đề, nhưng nhìn ngài trông có vẻ rất kiệt sức. "Đúng là quan trọng khi tập trung vào những vấn đề chính trị phức tạp, nhưng ngài vẫn nên thư giãn một chút đi." nơi này không phải là cung điện nơi ngài phải lo lắng từng thứ nhỏ nhặt đâu, nơi này là học viện Sylvania. Những lời này khiến cho công chúa mở to mắt. Cô ấy đã sống một cuộc đời khi cố gắng nhìn thấu sự dối trá của mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên có một người nào đó nhìn thấu được cô ấy. Bên này, ngay khi rời đi, Ed liền vội vã chạy đi tìm Taylor. Nếu cậu ấy bỏ cuộc thì cuộc sống thoải mái của mình, không, thế giới này có thể sẽ kết thúc. Cuối cùng cậu ấy cũng tìm thấy Taylor đang ngồi trên một chiếc ghế một mình. Nhưng khi tìm thấy rồi thì cậu lại không biết phải nói gì cả. Đừng tiến lại gần đây. Một giọng nói vang lên, đồng thời một cô gái cũng lao ra chặn ngang giữa Ed và Taylor. Ed rốt Taylor, đừng làm phiền Taylor nữa. Cô gái này là nữ anh hùng, ai y la trí. Không nhớ anh thì Taylor vốn cũng phải trải qua khoảng thời gian khó khăn rồi, đừng có làm phiền cậu ấy nữa. Taylor ở bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng, ngươi vẫn còn ở trong trường hả? Thấy cảnh này Ad liền biết cậu ta hồi phục rồi, một linh hồn chiến đấu không bao giờ gục ngã dù có phải đối mặt với đối thủ mạnh đến đâu. Đôi mắt cậu ta rực lên ý chí. Sau đó Ad liền hiểu ra, trong lúc mình đối đầu với công chúa. Bạn thổi nhỏ lẫn nguồn động viên lớn nhất của cậu ta, Aila Chis, đã chạy thục mạng vì phía cửa mà không ngoái lại. Chắc chắn cô ấy đã tới an ủi Taylor. Với Aila bên cạnh, Taylor sẽ đứng lên hết lần này đến lần khác. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi có vấn đề gì với ta à? Taylor hỏi. Đường kiếm của cậu thật tuyệt, tôi lại thấy nó rồi. Ngươi đang âm mưu gì? Thấy Taylor vẫn ổn, Ed liền quay đầu rời đi để cho hai người phía sau khó hiểu. Không biết tên này ra vẻ ngầu lòi để làm cái gì. Ở phía xa cũng đột nhiên xuất hiện một cột lửa khổng lồ khiến cho Ed chú ý. Theo cốt truyện, mọi người sẽ chứng kiến việc này trong khi đang ngồi ở tòa nhà Nai Le. Nữ hoàng, Lothel và pháp sư tinh linh. Janica Phelps đang đấu tập dù là trong dạng khác với bản gốc, nhưng mình chắc Taylor và Aila cũng đang xem. Mở to mắt ra Taylor, bởi vì một trong vô và thử thách đang tiến về phía cậu. Chung cuối của hồi một là Janica Phelps. Kết quả của trận chiến là Janica chiến thắng. Lúc này các học sinh năm 2 đang vây quanh cô ấy để chúc mừng, lúc này cô ấy cũng đột nhiên thấy đối thủ của mình đang nằm trên cáng, được mang đi. Những hình ảnh này làm cô ấy sững người lại. Khác với bản gốc là Lucy đã đánh bại Taylor, nó kết thúc bằng việc nhân vật chính tham gia thực chiến chung. Lần này Janica Fellover đã trở thành người bảo vệ danh dự cho năm 2, Ranika vốn đã có rất nhiều bạn. Nhưng cái là này sẽ khiến mọi thứ còn điên khùng hơn nữa đối với cô ấy. Chà, cũng tốt thôi, mình sẽ không còn thấy cô ấy ở lều nhiều nữa. Khi mình dính líu đến nhân vật chính đầu mình bắt đầu quay mỏng mỏng. Đã hai tuần kể từ buổi thực chiến chung, không có nhân vật chính mình có thể tập trung học tập và sống sót mà không cần lo nghĩ nữa. Mình có lưới đánh cá nên chuyện thức ăn tạm thời được giải quyết. Các chỉ số của cậu ấy cũng có cải thiện đáng kể. Thể lực 6, trí lực 5, tài năng 9, y chi 8, may mắn 6. Là do chỉ số thể lực của mình tăng lên ư? Mình cảm thấy cơ thể ngày càng khỏe, nhưng vẫn còn quá sớm để lười nhác. Lúc này Janika đang quan sát ở phía sau, thấy được cơ thể ở trần của S thì liền đỏ mặt. S cậu thích khỏa thân ư s cũng luống cuống cậu tự dưng xuất hiện ở đây rồi nói cái quái gì vậy hả rồi cả hai ngồi gần đám lửa s là người nói trước chỗ này thì có gì mà cậu cứ quay lại thế chỗ này là nơi bí mật của tôi nó khiến tôi thấy như một mạo hiểm giả và điều đó rất thú vị tôi muốn nói chuyện với cậu chút nữa và tôi cũng cần phải vài lời khuyên chắc thế bên này s liền khó hiểu lời khuyên janica nói tiếp Lúc đó cậu rời đi sớm nên chắc cậu không để ý. Nhưng trong trận thực chiến chung tháng trước, tôi đã là một người bị thương. Tôi cố quên đi nhưng chắc tôi đã cố quá rồi. Tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ đó được. Tôi có nên đi xin lỗi cô ấy không? Dù bạn tôi sẽ ngăn tôi lại và nói là do lỗi của cô ấy trước. Bên này S liền hiểu vấn đề, rồi cậu nói. Thế thì làm đi, nếu cậu nghĩ đó là điều đúng. Nhìn vào cô gái trước mặt, cậu bắt đầu suy nghĩ. Học sinh năm 2 đáng yêu và sôi nổi, Janika là kho báu quý giá theo nhiều cách khác nhau đối với mọi người. Nên nếu cô ấy thấy tội lỗi hay tự trách bản thân, mọi người sẽ đến động viên cô ấy và đứng về phía cô ấy. Nhưng Janika biết thật tốt khi có ai đó bên cạnh dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng điều đó vẫn không thể xóa bỏ chuyện đã xảy ra, chắc nó là lý do cô ấy tìm đến mình. Đúng như kỳ vọng S, cậu không bao giờ đứng về phía tôi vô điều kiện. Vừa nói cô ấy vừa duỗi người một cách thoải mái. Xin lỗi nếu lỡ xúc phạm cậu nhé. Hùng, cậu hiểu nhầm rồi. Rania vội vàng xua tay. Tôi không thấy xúc phạm gì đâu. Trong lòng cô lúc này cũng suy nghĩ. Cậu ta đã khác so với năm ngoái. Rania có thể là một cô gái ấy vui vẻ, sôi nổi, nhưng cô ấy cũng rất tình ý. Kể cả khi hỏi mượn tiền lúc khó khăn, cậu ta cũng không hề thể hiện sự tuyệt vọng thường thấy ở mọi người. Chàng trai này đang gián tiếp nói với cô ấy đừng cố lại gần. Nhưng những khía cạnh đó của Ed lại khiến cô ấy thấy thoải mái đến kỳ lạ. Hôm sau, lúc này S vừa bước đi vừa thể hiện khuôn mặt vô cùng lo lắng. Nghiêm trọng rồi, kiếm sĩ thất bại của Sylvania được gọi là kiệt tác nhưng rất ít người xem được phần kết, người mới chơi sẽ gặp rất nhiều BAD ending thời gian đầu. Ví dụ nếu bạn cứu một cô gái trong bụi rậm khỏi cô bâu trong kỳ thi xếp lớp, bạn sẽ được chứng kiến bí mật của hoàng nữ. Cô ấy sẽ phái người đi bắt cóc Taylor và thế là BAD ending 3, Taylor đã bị ám sát trong phần luyện giết quái vật. Nếu bạn bỏ qua bạn thời thơ ấu Aila và hình thành mối quan hệ với hoàng nữ thì sẽ tiến đến BAD ending 7. Aila đã chết do ngã khỏi vách đá. Nếu bạn bảo vệ hoàng nữ khỏi hỏa tinh linh được triệu hồi bởi Janika thì sẽ lại có BAD ending 3. Taylor đã bị thiêu cháy. Lúc này một giọng nói cũng vang lên, "Tiền bối, anh không nghe thấy em à?" Thực ra S đang cố gắng chạy khỏi cô ấy nhưng không thể thoát khỏi nữa nên cậu đành phải nói, "Sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi thế?" không ngờ anh lại nghiến răng và bơ em lâu vậy. Nghe được lời của cô gái, Ed thầm nghĩ, tất nhiên là tôi phải nghiến răng và bơ cô rồi, không phải rõ ràng quá rồi sao. Nữ chính thứ tư của kiếm sĩ thất bại của Sylvania, con gái duy nhất của ông trùm kinh doanh Elter Kechen, hoàng nữ lo teo Kechen, hay còn được gọi là kẻ nghiền nát lính mới. Lúc này cô ấy cũng nói, em muốn mua 2 giờ của anh, tiền bồi Ed. Lotel Kechen được xây dựng như một anh hùng ẩn. Khác với Phonia lo teo bị đối xử như một phản diện ngay từ đầu màu sắc tính cách đích thực của cô ấy chỉ được tiết lộ ở nửa sau câu chuyện khoảnh khắc mọi người nhận ra sự cô đơn và đau khổ thực sự của lo teo người chơi sẽ bị phân vân giữa việc lựa chọn phonia hay là lo teo nhưng bây giờ mình không thể bị lời nói của cô ấy đánh gục được nếu bị cuốn vào trò chơi của cô ấy thì mình sẽ mất thế chủ động mất vậy nên cậu quyết định không để ý tới lời nói của lo teo mà đi thẳng một mạch hành động này của cậu khiến cho cô ấy mặt nghệt ra nhưng mà lo theo là một người rất cứng đầu không phải tự dưng mà cô ấy được gọi là hoàng nữ đâu làm sao mà cô ấy có thể dễ dàng từ bỏ như thế này được chứ vậy nên mặc dù ed đã cố tình làm lơ nhưng lo theo thì vẫn cứ sán lại ít nhất anh ấy nghe em nói đã chứ em chỉ muốn giúp anh thôi mà ed nghe vậy thì nói với khuôn mặt tỉnh bơ cô bịp vừa thôi ôi trời tiền bối sao anh nỡ nói thế trước lòng thành kính em dành cho anh chứ nói tới đây Lo Teo cũng đi lên phía trước chặn ép lại. Thấy không, được thấy anh là nguồn cảm hứng cho em đấy. Dù trong hoàn cảnh khó khăn anh vẫn tiếp tục học tập. Tất nhiên không phải cái sự tự cao và xem bản thân là trung tâm đó, nhưng ai mà quan tâm chứ ha ha. Làm ơn hãy nghe đề nghị của em đã. Cuối cùng thì sau một hồi văn vở, Lo Teo cũng đi vào mục đích chính. Cô ấy dơ lên ba đồng tiền vàng rồi bắt đầu nói. Em sẽ trả 3 đồng vàng làm tiền cọc, Gần đây anh rất thân với tiền bối Janika đúng chứ? Anh giúp em làm thân với chị ấy nhé. Ad thấy cô ấy đưa ra đề nghị béo bở như vậy thì cũng có chút suy nghĩ. Ba đồng vàng à, đối với vài người đó như là cả tháng lương. Nhưng, nghĩ tới đây, gương mặt Ad trở lên sắc lạnh, rồi cậu dí sát mặt mình vào mặt lo teo rồi nói. Cô hoàng nữ tuyệt vời này mà lại dùng tiền để mua quan hệ à? Giọng nói của Ad có chút khinh thường. Nhưng mà lo teo không để ý tới điều này, Cô ấy vừa nhét ba đồng vàng vào túi áo của S vừa nói. Cứ giữ đi, anh biết đó, em chỉ nghĩ là càng nhiều người về phe em thì càng tốt. Lời nói này của Lotel khiến cho S phải nâng cao cảnh giác với cô ấy lên thêm một cấp độ nữa. Cô ta nhận ra chỉ bằng trực giác rằng cô ấy sẽ phải chiến đấu với công chúa Phonia bằng chính trị để thống trị học viện này. Và bây giờ cô ấy sẽ phải bắt đầu tìm kiếm đồng minh. Nghĩ tới đây, Ed cũng đưa tay ra rồi nói, được, vậy thì ít nhất cũng bắt tay đi. Bên này lo theo cũng đưa tay ra, gương mặt cô ấy cười nhạt giống như đã đạt được mục đích của mình. Với những kẻ đã sống cả đời trong giàu sang, một chút nghèo đói đã đủ để nghiền nát trái tim chúng rồi. Nhưng ngạc nhiên thay, với những kẻ đang ở trong tình trạng như vậy, một khoản tiền nhỏ cũng đủ để khiến cho chúng gục ngã. Chúng sẽ bán cả gia tài, tự tôn và kể cả bản thân để chạy theo đồng tiền. Mùi chai những kẻ tuyệt vọng như vậy thật là đơn giản, buồn thay mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ phải như vậy vừa nghĩ lo teo vừa nhìn vào ba đồng vàng trong tay mình. Hóa ra khi bắt tay lúc nãy, S đã trả lại cô ấy số tiền này. Ngài chủ tịch không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Chỉ với ba đồng vàng thì chưa đủ để làm ngài ấy bán đi bản thân mình. Thú vị thật, đó là những gì mà lo teo suy nghĩ về S khi mà cậu ấy hành động như vậy. Mà S bên này cũng đang nghiến răng tức giận. Nếu như chấp nhận nó, mình đã có thể sống tốt hơn rồi. Nếu vậy thì thật đáng hổ thẹn nhưng mà cũng không thể tưởng tượng nổi những ám ảnh mà mình sẽ phải trải qua nếu như mình bị cuốn vào giữa kẻ nghiền nát lính mới và Janika. Bằng mọi giá, mình phải tránh tất cả những việc gây ra trạch hướng cốt truyện gốc. Đêm đó, Lotteo không hề cảm thấy mình bị lời từ chối thẳng thừng của Sỉ S. nhục. Hiểu rõ ưu và nhược điểm, lợi ích và tư lợi, cô doanh nhân hoàn hảo không hề để vượt mất cơ hội trong tầm tay, ngược lại nó còn dậy lên tinh thần bất khuất của cô ấy để biến Janika Felover thành đồng minh và đó là lý do đêm nay lo tới gặp Janika. ôi trời tiền bối Janika, không ngờ lại gặp được chị ở đây đó lo tươi cười nói nghe được lời nói này Janika cũng quay đầu lại à ra là em lo theo em xõa tóc trông khác thật đó bên này lo theo cũng mỉm cười rồi nói chị biết đấy mọi người đã bàn tán về em rất nhiều vì sử dụng ma thuật trung cấp bị cấm trong trận thực chiến đã một thời gian rồi nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi nếu có cơ hội thực ra trong trận chiến đó lo teo chỉ muốn xem học sinh đứng đầu năm hai mạnh thế nào và bởi vì vậy nên cô ấy đã phải trả một cái giá đắt nghe cô ấy nói vậy Janika cũng hỏi thăm vết thương của em vẫn chưa lành hả chắc nó sẽ sớm lành thôi chị không cần quá lo đâu tiền bối Janika. theo những gì mà lo teo nghĩ thì Janika rất tương đồng với những nhân vật chính trong chuyện cổ tích liệu việc lợi dụng cảm giác tội lỗi của chị ấy có giúp mình dễ dàng kiểm soát chị ấy hơn không Cách nghĩ của Loteo cũng không phải là không có cơ sở. Nhưng mà lời nói tiếp theo của Janika sẽ làm cho Loteo giật mình. "Chắc cuộc trò chuyện của em với S diễn ra suôn sẻ lắm hả?" "Tự nhiên chị nói gì vậy?" Loteo ngạc nhiên nói. "Chị đã bảo họ phải kiềm chế nếu là việc liên quan đến cá nhân, nhưng mà các tinh linh thích buôn chuyện lắm. Em biết không, chị có thể nghe hầu hết mọi cuộc trò chuyện diễn ra quanh phía Bắc khu rừng." Nghe được lời này, Loteo bắt đầu toát mồ hôi. Lúc này cô ấy đã đoán ra những lời mà mình nói với S đã bị lộ. Nhưng mà Lotheo vẫn phải tỏ vẻ như không biết gì rồi hỏi lại. Nghĩa là, lúc này Janika mới lại gần Lotheo rồi nói sát vào tai cô ấy với gương mặt lạnh lùng. Chị cảm thấy cảm động vì em tự nguyện đầu tư tiền vì chị lắm đấy. Nhưng mà em biết tiền bạc không thể mua được sự chân thành mà. Và với chị, lựa chọn của S còn khiến chị cảm động hơn nữa. Nói xong lời này, gương mặt cô ấy liền thay đổi 180 độ trở về trạng thái tiền bối được nhiều người yêu quý. Chị có hơi tự mãn rồi nhỉ, vì là lần đầu được làm tiền bối nên chị có hơi bao hoa nhỉ. Xấu hổ thật, cô ấy vừa cười vừa gãi đầu. Chị phải đi rồi, phải cần rất nhiều sự chuẩn bị để lập khế ước với tinh linh cấp cao. Gần đây chị nhận được rất nhiều sự ủng hộ nên chị càng phải nỗ lực hơn. Vừa nói cô ấy vừa quay người rời đi. Những hành động và thái độ của Janika trong buổi tối ngày hôm nay đã làm cho teo thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cô ấy. Janika Felover tương đồng với nhân vật chính trong chuyện cổ tích ư? Mình đã lầm, một con người mẫu mực ư? Hoàn toàn không. Dù hoàn toàn hiểu rõ mặt tối của thế giới này, chị ta vẫn có thể duy trì được nhân cách vui vẻ của mình. Mà lúc này, khi mà Janika đi gần tới cửa thì đột nhiên lại lên tiếng. À phải rồi, teo chị xin lỗi vì hôm trước nhé vì chị mà em bị thương khá nặng đúng không, hy vọng em sẽ sớm khỏe lại. Khó rồi đây, nhưng vừa rồi chị ấy nhìn căng thẳng một cách kỳ lạ. Lo theo tự mình lẩm thẩm khi nhìn thấy gương mặt Janica như vậy. Và có vẻ như cô ấy đã suy đoán đúng. Mình phải cố gắng hơn, bởi vì thật tốt khi mọi người đặt hy vọng vào mình. Ngày hôm sau, tại túp lều của Ed, Ed đã phơi cả đống quần áo của mình lên các dây treo. Lucy nhìn thấy cái cảnh tượng này thì nhăn mặt, bốc mùi quá và sau đó cô ấy bắt đầu sử dụng ma pháp để hủy diệt tất cả mấy cái này. Ed thấy vậy vội vàng kêu lên, ừ, tôi vừa mới treo lên thôi mà. Và trong lúc cậu vẫn đang tìm cách để ngày mai không phải ở chuồng đi học, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, ừm, um, ai vậy? Theo bản năng Ed quay sang nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Cô gái này là hầu gái cấp cao của ký túc xá cao cấp, sảnh ô Philips, Belmaya. Và cô ấy cũng chính là người đã đá đít Ed ra khỏi ký túc xá. Đương nhiên là nhìn thấy người đã tống khứ mình thì Ed cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng mà cậu vẫn phải chạy lại hỏi. À, ý chị là cái này ư? Bèo may à bên này thì còn chẳng buồn nhìn mặt Ed. Tôi biết cậu đang ở đây, cô Janica đã kể về cậu rất nhiều. Dù vậy tôi cũng không biết là cậu đang phải sống thế này đấy. Vừa nói cô ấy vừa nhìn về cái lều sinh tồn của Ed. Mừng là cậu đã thay đổi tích cực. Ed nghe xong thì khó hiểu, không biết rằng mình sống trong rừng thế này thì tích cực ở chỗ nào tất cả những lời nói của Bell Maya đều vào từ tai này rồi đi ra tai kia và ánh mắt của Ed thì cứ dán chặt xuống phía dưới hầu gái của sảnh Ophelips là những người phụ nữ tinh anh đảm nhiệm việc vệ sinh nơi ở một cách hoàn hảo bao gồm cả nấu ăn cho học sinh trong cái giỏ đó hẳn là những nguyên liệu tuyệt vời nhất mà người hầu gái này đã thu thập được từ trong rừng đó là những thông tin cao cấp mà mình không thể có được chỉ bằng cách đọc sách nghĩ tới đây Ed cũng bắt đầu suy tính để xem nào sự kiện mà Bell Maya có ảnh hưởng tới cốt truyện chính. Ngài chủ tịch đang vô cùng cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với nhân vật nào đó được nói tới ở trong chuyện. Cậu đều phải tính xem liệu nhân vật này có ảnh hưởng như thế nào tới mạch truyện chính. Và việc cậu giao tiếp với họ có làm thay đổi cốt truyện hay không. Bell Maya bên này cũng bắt đầu lên tiếng. Cậu không cần phải trân trọng thế đâu. Cứ nói chuyện bình thường với tôi như hồi ổn Philips là được rồi. Thôi khỏi, sao tôi có thể nói chuyện xuồng xã như vậy với một chị hầu gái chăm chỉ như chị được. Còn về cái giỏ kia, vừa nói S vừa ngượng ngùng xoa tay. Là lý do S hành động như vậy là bởi vì sau khi kiểm tra lại thì không có sự kiện nào mà Bell Maya gây ảnh hưởng trực tiếp tới cốt truyện chính cả. Thế thì chắc làm bạn với chị ấy sẽ không sao đâu nhỉ. Ngài chủ tịch đã sinh tồn quá lâu trong rừng nên đã tận dụng mọi thời cơ để có thêm miếng ăn. Và kết quả là cậu đã xin được giỏ nguyên liệu này đồng thời lúc này cũng có một thông báo hiện lên. Bạn đã được nghe giải thích về những loại nấm, dâu và thảo mộc ăn được từ Belmaya. Hoàn tất sáng tạo, tay nghề thủ công đã tăng. Sản phẩm mới, hệ thống lưới bắt cá. Bạn đã đan lưới đúng cách, nối với cành cây và dựng lên để tránh bị sập khi gặp nước ngầm. Những con cá mắc lưới này sẽ sống sót được vài ngày. Độ khó hay sao? Nhờ vào việc tay nghề thủ công đã tăng lên, nên S đang kiếm được rất nhiều thịt và cá nhu cầu ăn uống của cậu ấy cũng sắp được xử lý rồi. Và việc liên tục sử dụng phép thuật trong quá trình sinh tồn này cũng đã giúp cho hỏa ma pháp và phong ma pháp của cậu tăng lên đến cấp 10. Mình vẫn chỉ sót hữu hai phép cơ bản, nhưng mình sử dụng chúng nhiều đến mức thông thạo cấp 10 từ lúc nào mà không hay. Sản phẩm mới, trà thảo mộc. Trà từ thảo mộc có mùi thơm mà Beo Maya chỉ cho bạn. Độ khó 1,5 sao. Việc sử dụng phép thuật này để chặt củi hay nấu ăn cũng đã tăng khả năng sống sót của mình lên đáng kể bằng chứng là mình đã hoàn thành công việc khi mà mặt trời vẫn chưa xuống núi thành thật mà nói chuyện này cũng khá là vui đấy s vừa nghĩ vừa tận hưởng cốc trà mà mình vừa nấu xong nhưng mà lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm sáng thu hút sự chú ý của cậu s thì vẫn đang cố trợn cả mắt lên để quan sát xem rốt cuộc đây là thứ gì ai ngờ điểm sáng này lao thẳng về phía lều của cậu nó hạ cánh cứ như sao băng rồi tạo ra một vụ nổ s cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này mà bay xa ra ngoài đợi cho đến khi khói bụi tan hết s chóng váng với cảnh tượng phía trước mặt chuyện quái gì đây lều của mình theo ảnh mắt của s lúc này lều của cậu đấy đã biến mất và chỉ để lại một đống đổ nát và tất cả nguyên nhân cho chuyện này chính là lucy bằng cách nào đó mà cô ấy đã hạ cánh như sao băng xuống chỗ này và khiến cho cái lều của s bốc hơi mà bên này lucy với gương mặt đờ đẫn nói suýt chết mất lời nói của cô ấy làm cho s đang phủi bụi ở bên cạnh kinh ngạc cái gì cậu suýt chết. Trong lòng S đang không hiểu, Pháp sư uy lực nhất lục địa đang nói chuyện với ai vậy? Lucy tiếp tục co do run rẩy nói ra. Bèo may à. Tớ vẫn đang cư xử như thường lệ, nhưng không hiểu sao cô ấy lại trở nên nhạy cảm như vậy. Cô ấy lại gần tớ, tay thì siết chặt nắm đấm. Vì quá bất ngờ nên tớ đã bỏ chạy. Nghe cô ấy nói vea, Ed cũng hỏi thăm. Chắc cậu đau lắm nhỉ? Đương nhiên, cậu còn gì ăn không? Lời nói này là làm cho S không chịu nổi mà ném thẳng cái que vào đầu cô ấy. "Còn hỏi nữa à, cậu thổi bay hết rồi còn đâu?" Nhưng rồi khi cậu thấy Lucy xoa đầu khi bị cái que đánh trúng thì hơi ngạc nhiên. "Cô ấy không có ma pháp bảo hộ sao?" Lucy biết rằng S thắc mắc nên cũng giải thích, "Ma lực của tớ cạn kiệt rồi." Nghe được lời này, giọng nói của S liền thay đổi 180 độ. "Ồ, thật vậy sao? Vậy trước hết thì đây là phần trừng phạt cho nhà của tôi đã bị cô hủy hoại." Vừa nói cậu ấy vừa bắt đầu đưa ra một cú búng tay toàn lực. Thậm chí Ed còn làm hộ cho cả phần của người cô nhân từ Lucy. Qua sự việc này cũng khiến cho Ed cảm thấy mình cần một ngôi nhà vững chắc hơn. Nào cũng xây một ngôi nhà bằng gỗ đúng nghĩa thôi. Và việc đầu tiên khi mà Ed làm là bắt đầu tới thư viện để tìm kiếm thông tin. Thật thuận lợi khi mình có được tất cả thông tin mình cần cùng một lúc mà chỉ cần đến thư viện. Dữ liệu thiết kế, vật liệu cần thiết, việc có lại chỉ là cắt tỉa cây và hoàn thành mái nhà thôi sao lúc này ở bên cạnh ed cũng vang lên một giọng nói đã đến giờ đóng cửa tiền bối học hành chăm chỉ thật đấy ed nghe vậy thì hơi kinh ngạc ui tới giờ đóng cửa rồi à anh xin lỗi em nhé cô gái này là ak iceland là học sinh lớp pháp sư năm nhất nếu em nhìn một người tập trung vào việc học như tiền bối thì em cũng thấy có động lực để học em là ak iceland cô ấy vui vẻ giới thiệu với ed gì thế nhỉ ánh mắt như thôi thúc cô ấy muốn biết tên mình à thấy cô ấy đã giới thiệu mà mình lại không nói gì thì cũng ngại nên s cũng nói còn anh là s Taylor. ak iceland nghe thấy cái tên này thì mặt tối đen lại ánh mắt cũng dường như mất đi sức sống s thì không thấy lạ lắm đây là một phản ứng quen thuộc đúng như dự đoán tai tiếng của mình sẽ không thể biến mất ngay được tai tiếng là thứ không dễ xóa nhòa nhất trong cái học viện này và trong lúc cậu suy nghĩ thì AK Iceland cũng lên tiếng. So với lời đồn thì khác hẳn, chỉ trong vài ngày mà anh đã đọc hết những cuốn sách về khoa học nguyên tố mà em thấy khó hiểu. Ngay cả bây giờ anh cũng chỉ ngồi một chỗ chăm chỉ đọc như vậy mà lại đọc hơn 6 cuốn sách chuyên ngành trong một lần. Sao lại có tin đồn anh là người không biết gì mà chỉ giỏi giả vờ giỏi giang thôi. Đúng là không thể nào tin vào lời đồn được. AK Iceland tươi cười rồi nói tiếp. Em cũng có may mắn có được cơ hội quen biết với một người chân thành giỏi giang như tiền bối đó. Vì thế nên em sẽ ủng hộ tiền bối hết mình. Cảm ơn em." S nói. "Vậy anh về cẩn thận nha, em sẽ dọn dẹp chỗ này một lát rồi trở về ký túc xá." Cô ấy vừa nói vừa chào tạm biệt với S để quay trở lại với công việc của mình. Nhưng đúng lúc này xảy ra một cơn chấn động khiến cho S giật mình. Sau đó cơn chấn động này trở nên dữ dội hơn, cả thư viện cũng bắt đầu rung chuyển. Và do sự chấn động quá mạnh, Giá sách đã không chịu được sự tác động của nó, nên có vô số quyển sách bắt đầu rơi từ trên cao xuống nhắm thẳng vào người AK Iceland trong ánh mắt hoảng sợ của cô ấy. Và cơn chấn động này cũng báo hiệu cho tập 1, chương cuối cùng. Trận Glasgow chính thức bắt đầu. Trên bầu trời của học viện, một ma pháp trận khổng lồ đã được hình thành. Sau đó nó dội thẳng một luồng sức mạnh kinh khủng xuống bên dưới. Một lát sau, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại cứ điểm tạm thời trước trung tâm hội quán sinh viên, với sự hoạt động sôi nổi của nhân vật chính là nhóm của Taylor. Khá nhiều học sinh đã nhập hội và đã 2 giờ trôi qua kể từ khi thảm họa bất ngờ xảy ra. Một giọng nói bắt đầu vang lên, đó là thứ mà tôi đã thấy trong sách linh hồn ma thuật. Đó là linh hồn bóng tối cấp cao nhất, vòng tròn triệu hồi Glasgow. Thông tin này khiến cho mọi người đều lo lắng. Phonia cũng bắt đầu nói, tin không vui rồi đây bởi vì chỉ có một người có khả năng cảm thụ linh hồn cao đến mức có khả năng triệu hồi linh hồn bóng tối cấp cao như vậy người đó có khả năng cao là kẻ thù của chúng ta là thủ khoa lớp hai người đã bị ma ám Jannika Felver tất cả mọi người đều biết được sức mạnh và hỏa lực của Janika mạnh tới mức nào nên trong trường hợp này bọn họ chỉ biết im lặng chứ chưa đưa ra được kế hoạch cụ thể nào cả trong cái không khí im lặng này Taylor là người lên tiếng đầu tiên thật không may nhưng đây không phải lúc để làm điều này nhưng theo lời của Aila, chúng ta không nên kéo dài thời gian. Nếu Glascan được triệu hồi, thương vong sẽ lớn hơn. Chúng ta phải vào bên trong hội quán sinh viên thôi. Nhưng việc này cũng rất là nguy hiểm nên nhiều người không đồng ý, điển hình là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Grey. Anh ta cho rằng những người bên ngoài kết giới sẽ nhanh chóng nhận ra sự việc này thôi. Nếu đội hộ vệ hoàng gia và các giáo sư đối phó tình thế này thì sẽ nhanh chóng xử lý được. Nhưng mà rất nhanh lời nói của anh ấy đã bị phản bác nếu đó là rào cản của tinh linh bóng tối cấp cao được hình thành bên trong học viện, thì nó sẽ rất mạnh ở bên ngoài, nên ở bên ngoài sẽ khó can thiệp vào. Chuyện này phải giải quyết nội bộ, mà họ hiệu trưởng Obel cũng đang đi vắng. Người nói ra lời này chính là một cô gái được gọi là kẻ hay can thiệp, Elvira Aniston, cô ấy là học sinh của lớp cao cấp năm nhất. Lúc này cô ấy cũng nói tiếp, nếu mà tất cả mọi người ở đây cùng hợp lực, ngay cả một tinh linh cấp cao cũng có thể bị đánh bại phải không? Clemius Nordendale, học sinh của lớp chiến đấu năm nhất ngay lập tức phản đối. Tôi phản đối, xuyên qua những linh hồn trung cấp đó và khuất phục tất cả các linh thú. Rồi tiến vào bên trong tòa nhà và đánh bại Gianni sao. Điều đó là quá khó khăn, mà đấy còn chưa phải là tất cả. Còn có những tính linh cấp cao bên trong tòa tháp, hình như là hai con luôn đó. Hỏa tinh linh cấp cao, Takan và linh hồn bóng tối cấp cao Velosfer đã chế ngự trong đó. Xong vào đó chẳng khác nào tự sát, tôi không thể đi được. nói tới đây, Clemius bắt đầu gào thét lên vì sợ hãi. ở bên này, Lothel cũng lo lắng đưa ra ý kiến. nhưng có đúng là người đó làm việc một mình không? cho dù là thủ khoa năm hai, thì thế này chẳng phải là sức mạnh ma pháp đó quá là mạnh sao? triệu hồi và duy trì linh hồn bóng tối này là không hề đơn giản. Aila bên này nghĩ ra điều gì đó nên cũng nói. có lẽ chủ yếu là sức mạnh của linh hồn hắc ám Volosfer. Janica tiền bối chỉ là phương tiện để gắn điều khiển mà thôi. Linh hồn bóng tối, kẻ thù tự nhiên của người theo thuyết duy linh. Sức mạnh đó không ai có thể kiểm soát được, đúng hơn chúng là những con quỷ đang cố gắng làm dung chuyển sự yên bình của lục địa này. Đây là lý do tại sao tất cả các nhà tâm linh đều giữ tâm trí mình trong sạch, tránh xa bóng tối vì không muốn bị chúng tha hóa. Tuy nhiên tiền bối Janika giỏi hơn bất kỳ ai khác về khoa học nguyên tố hắc ám. Không ai biết Volusfer đã làm cách nào mà lợi dụng được tiền bối sau đó không chế linh hồn của cô ấy. Một người khác đưa ra ý kiến, cái đó bây giờ không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là quyết định hành động của chúng ta ngay bây giờ. Chỉ một người có thể quyết định điều đó thôi. Công chúa Phonia, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Theo lời nói của cậu, ấy tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của mình về phía Phonia. Trong cái tình huống căng thẳng này, một tình huống mà mọi người đang chờ đợi quyết định của Phonia. Đột nhiên những lời của anh chàng thờ ơ từng nói bỗng nhiên thoáng qua trong tâm trí cô ấy. Dù tôi có mang theo gánh nặng nào đi chăng nữa Thì cũng không thể bằng gánh nặng của công chúa phải mang lúc này đúng không Cô sẽ phải quyết định khá nhiều việc mà không hề đơn giản đâu Giá như mình có thể sống thoải mái như hắn ta, Phonia thầm nghĩ Sau đó cô ấy cũng bắt đầu đưa ra quyết định Một giờ sau chúng ta sẽ tiến vào Tuy nhiên bao gồm cả tôi và người hộ tống của tôi, Claire Những học sinh đứng đầu mỗi lớp và học sinh lớp A Chỉ những người có kỹ năng đã được chứng minh thực lực mới đi vào đó vậy thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé tôi sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo trận chiến này phonia dõng dạc tuyên bố lúc này lại có một người đặt câu hỏi công chúa số người còn lại thì sao Adreyhon hon và một số ma thuật sư mọi người đang ngồi biểu tình phản đối không muốn tham gia thật khó để mong đợi gì được ở họ cho tới hiện tại ngoài ra không có nhiều học viên cùng ý kiến phản đối giống họ lời nói của anh chàng này khiến cho phonia hơi đau đầu trên thực tế Chúng tôi là những người duy nhất có thể hành động trong trận chiến này. Đột nhiên một giọng nữ lại vang lên. Có chứ, vẫn còn có người có thể giúp chúng ta đó. Lúc tôi ở thư viện, tại thư viện sinh viên còn lại một bạn thủ thư tập sự và một học sinh năm thứ hai. Có ư, tên họ là gì? Phonia hỏi. Ak Iceland. Dích nghe vậy thì giật mình vội vàng hỏi lại. Ak Iceland là Ak Iceland. Vâng, chúng tôi đang cùng nhau học quản lý ma đạo thư trong lớp thủ thư tập sự sau khi đã xác nhận xong dick liền quay đầu bỏ đi chết tiệt chúng ta phải đi tìm cô ấy ngay bây giờ ak hoàn toàn không có khả năng tự vệ nhưng lo và phonia vội vàng ngăn cậu ấy lại bình tĩnh đi dick thư viện cách đây còn khá xa không vội gì tới đó việc bây giờ cần làm là khuất phục được tiền bối Janika, kẻ là nguyên nhân của vấn đề này phonia cũng đồng tình đúng vậy dick ngoài ra còn có một sinh viên năm thứ hai khác trong thư viện sinh viên Tại sao bây giờ chúng ta không tin tưởng người đó chứ? Rick nghe vậy thì vẫn còn lo lắng hỏi, đó là ai? Phonia cũng quay sang hỏi cô gái tóc tím. Này, có đúng là vẫn còn học sinh khác trong thư viện không đấy? Có ạ. À. Rick nghe vậy thì liền tốc biến tới trước mặt cô ấy rồi túm lấy cổ áo nói, đừng có che giấu, cô nói đi chứ. Lúc này cô gái tóc tím mới ngập ngừng nói ra hai chữ, Esro Taylor. Ngay sau khi nghe được cái tên này, gương mặt của Rick trở nên vô cùng đáng sợ. Bộ dáng này cũng khiến cho cô gái sợ phát khóc. Tôi xin lỗi, người đó đã ngồi đến tận khuya. Tôi bực mình quá nên giao việc đó cho AK rồi bỏ đi. Tất cả các bạn đều biết rồi đó, người đó là người như thế nào. AK là loại người không quan tâm đến những tin đồn như thế, nên... Mấy học sinh còn lại cũng bắt đầu bàn tán. S. Rott Taylor. Có phải là tên vô đạo đức đó và thủ thư ở trong thư viện một mình không? mấy lời này đối với Dick thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cho cơn thịnh nộ của cậu ấy. cả Lothel và Phonia cũng đã nhận ra Dick đã đến giới hạn chịu đựng rồi. vậy nên Phonia vội vàng giang tay ra ngăn cản Dick, đồng thời cô ấy nói: chờ đã mọi người, dù vậy thì có nên tin tưởng người đó một lần không nhỉ? lời nói này khiến cho tất cả mọi người khác hóa đá. đến ngay cả Phonia cũng ngạc nhiên, không biết vừa nãy mình mới nói cái bỏ mẹ gì. Mà Zip bên này thấy Phonia thốt ra một câu vô nghĩa như vậy thì cậu ấy liền bỏ đi ngay lập tức. Vừa chạy tới thư viện, cậu ấy vừa xử đẹp tất cả những con linh thú dám cản đường. S. Nếu hắn dám chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của AK, thì mình sẽ cho hắn chết không toàn thây. Chỉ với cụm từ con rồng sinh ra trên dòng suối không thể giải thích tồn tại đầy kỳ tích của dích. Quá khứ của dích phải sống như một thổ dân và phải đi săn hàng ngày để kiếm ăn. Và hôm nay cũng như vậy, chị nhìn qua kích thước cơ thể của nó nó là một con được trưởng thành nhìn vào trạng thái cây cỏ xung quanh nó vừa mới đi qua đây thôi chỉ nhìn sơ qua một chút dấu vết jiz đã có thể phán đoán ra được mục tiêu mình cần đi săn không lâu sau đó cậu đã phát hiện ra một con hươu to lớn ở phía trước mặt ở vùng thảo nguyên phía bắc đế quốc một vùng đất đầy man rợ mà ngay cả uy lực của hoàng gia cũng không thể chạm tới là một thế giới nơi vào thời điểm kết thúc một ngày bạn phải thấy may mắn vì đồng mình chưa lìa khỏi cổ Taylor là hậu duệ của một dân tộc du mục sinh sống ở đó nhưng vì đã bị lưu lạc trong quá trình lớn lên. Tôi không biết mình biết lưu lạc vào thế giới con người. Từ khi nào, tại sao lại bị lưu lạc? Tôi không biết liệu mình có thể quay trở lại cuộc sống như lúc còn ở đó hay không. Tôi đã học cách rạch cổ một con nai trước khi học cách đọc chữ. Thay vì mua thứ gì đó ở cửa hàng, việc đầu tiên tôi được học là cách cướp hàng hóa và vật phẩm từ các cái xác bên đường. Thật không thể tin nổi đúng không nào, đó chính là cuộc sống của một xã thú. Và điều này chỉ thay đổi khi cậu ấy gặp được AK Iceland. Cô ấy là người đầu tiên tới hỏi tên và bắt chuyện với Dick. Dick, cậu ăn mặc giống như con sói đang đi bằng hai chân quá. Và đó là khoảnh khắc cậu ta nhận ra rằng. Một cuộc đời lang thang trên thảo nguyên phương Bắc rộng lớn vô tận, cậu bé lấy mặt trăng làm mái nhà, ăn xác động vật nằm bên đường này rất có thể là một con sói con bị bầy bỏ rơi. Dick đã thực sự rất là cô đơn ngày, sau đó ak iceland đã đưa dích về nhà mình cô ấy và bố mẹ mình đã chào đón dích như là người nhà khi dích theo đuổi nhịp sống hối hả của nền văn minh nhân loại cuộc sống man dợ đã trở thành quá khứ xa xôi một con sói con đã trở thành một con người thật thụ nhưng nếu là để bảo vệ cô ấy thì cậu ta sẵn sàng trở thành quái thú thêm một lần nữa hắn ra Ezra Taylor là một con người nhân cách đầy dơ bẩn gian lận trong thi cử lăng mạ công chúa dở trò với những nữ sinh lớp dưới không lâu sau đó dick cũng đã tới được thư viện và ngay khi nhìn thấy s cậu ta đã quát lên s Roth taylor ak đâu rồi may đã dở trò gì ak đang ở đâu khai ra mau cô ấy đang ở phòng đọc sách số 3. ngay khi nghe được câu trả lời dick lập tức khi nhanh tới đó cậu không sao chứ ak ở trong phòng lúc này ak vẫn đang ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra thấy như vậy dick mới thở phào may quá thực sự là rất may sau đó cậu ấy mới bình tĩnh lại, quan sát xung quanh rồi suy nghĩ. Mà nghĩ kỹ lại thì mấy cái tủ sách lớn đến mức ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng khó có thể nâng lên. Đã dựng xung quanh AK như thể đang bảo vệ cô ấy. Còn bức màn được bố trí để che khuất tầm nhìn của những tinh linh đang nổi dậy. Sau đó dích lại nhìn thấy những dòng chữ được ghi lại trên tấm bảng. Khi tỉnh dậy đừng hoảng sợ và hãy ở lại đây, mọi việc sẽ kết thúc trước bình minh. Vì vậy hãy bình tĩnh chặn lối vào và đừng chọc giận cái tinh linh luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu và đừng vội vàng di chuyển từ những chi tiết này dick đã biết rằng có ai đó đã cố gắng bảo vệ ak iceland rồi khi cậu nhìn vào chiếc áo đang được che trên người ak iceland máu đây không phải máu của ak đây là vừa nghĩ cậu vừa nhìn về phía những vết máu kéo dài ra phía ngoài cửa lúc này dick đã hiểu ra mọi chuyện dù bị thương nhưng hắn ta cũng không tự chăm sóc cho bản thân máu của người bảo vệ ak iceland là của s nhưng rốt cuộc thì tại sao? Chuyện này lại phải nói về 3 tiếng trước, S đã kịp thời bảo vệ được AK trước khi giá sách đổ xuống. Nhưng chuyện này cũng nhanh hơn so với dự kiến của cậu. Nhìn vào vòng tròn triệu hồi, cuộc chiến chinh phục Glasga đã bắt đầu. Sẽ có người tự biết cách giải quyết chuyện đó. Mình không cần quá để ý đến một nơi như thế, nơi tập trung rất nhiều nhân vật máu mặt. Vì tương lai không thể thay đổi được nên thời gian là tiền bạc, mình không thể chỉ ngồi yên. Một lát sau, những tinh linh cấp thấp bỏ chạy sẽ tràn ra. Vì vậy mình phải chặn lối vào để các tinh linh không thể vào được, nên lúc này mình sẽ bố trí lại cho nơi này trở nên an toàn hơn. Bây giờ trong khi ăn miếng thịt bò khô mang theo, mình sẽ dành suốt đêm nghiên cứu tư liệu. S vừa suy nghĩ vừa bắt đầu di chuyển những kệ sách để tạo thành tường chắn. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra một điều, lý do khiến cho kỹ năng của Janica trở nên đặc biệt. Điều này nằm ở mức độ thành thạo và kỹ năng của cô ấy về am hiểu tinh linh và cảm ứng tinh linh. Hai chỉ số này tăng lên thông qua việc tiếp xúc với các tinh linh Bởi vì việc gặp gỡ và giao tiếp được với các tinh linh vốn dĩ đã là một tài năng hiếm có rồi Đối với mình, một người thậm chí không thể nhìn thấy các tinh linh Việc nâng cao chỉ số như cô ấy là điều gần như không thể Nhưng những tinh linh đang hiện ra đó là do Janika triệu hồi ư Sự kiện ngọt ngào lần này, mình sẽ tận hưởng nó Vậy là sau đó S bắt đầu lao vào điên cuồng chiến đấu với các tinh linh Nhớ lại khoảnh khắc đó S cũng cảm thấy mình điên cuồng thật. Mà pháp nguyên tố lửa, phát hỏa của cậu đã đặt lên cấp 12. Cảm ứng tinh linh và thấu hiểu tinh linh cũng đều lên cấp 7. Nghe nói, nếu kết hợp lại mà hơn cấp 15 thì có thể tạo ra khế ước tinh linh. Nếu cố gắng thêm một chút thì sẽ có khả năng. Nhưng mà hiện tại có vẻ như mình đã đi đến giới hạn chịu đựng của cơ thể rồi. Nếu mà cố gắng thêm nữa thì rất nguy hiểm. Mà lúc này dích cũng cõng AK Iceland đi ra ngoài. Ngồi đó làm gì thế, Cậu ta hỏi. Ed nghe vậy thì hơi thắc mắc. Sao lại hỏi như vậy nhỉ? Rốt cuộc hắn không thể bỏ qua sự thật là mình đang nghỉ ngơi với đầy vết thương sao. Mà mình không cần thiết phải trả lời vòng vo làm gì. Nghĩ tới đây cậu liền nói. Tôi ngồi tu luyện. Dích nghe vậy thì thở ra một hơi rồi nghĩ. Ha ha tu luyện, đến trẻ con 3 tuổi còn không tin nổi câu trả lời đó nữa. Nghĩ xong cậu cũng nói. Vậy à, bây giờ tôi cảm thấy như tôi có thể hiểu một chút về con người anh rồi. Ngay từ đầu anh đã là mẫu người như vậy. Thực sự tôi nợ anh rất nhiều tiền bồi S. Vừa nói cậu ta vừa cúi đầu để cảm ơn S. Khi có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả được món nợ này. Mà S bên này cũng suy nghĩ, AK Iceland chắc chắn là người yêu của Zik. Ngay từ đầu tên của AK Iceland cũng xuất hiện trong sách hướng dẫn. Tôi hoàn toàn quên mất, có vẻ như AK Iceland là người khá là quan trọng với Zik. Nếu vậy thì, nghĩ tới đây cậu liền mở miệng. Nhìn vào tình hình, Tôi thấy hình như cậu đã rời khỏi hội quán sinh viên và tìm đến đây à. Khi cậu đã chắc chắn rằng AK Iceland an toàn, hãy tiếp tục công việc của mình, hãy mau chóng về lại hội quán sinh viên đi. Hãy đi giúp Taylor, nếu cậu làm theo những gì cậu ấy nói, mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng cách nào đó. Taylor, ý anh là Taylor MacLoss. Đúng vậy, anh chàng đó luôn tránh được thất bại trong gang tấc. Dích nghe vậy thì khó hiểu. Tôi không biết tại sao Taylor lại được đánh giá quá cao. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với anh chàng đó. SB này cũng bắt đầu giải thích. Vấn đề là lớp vỏ của Takan, tinh linh ác quỷ cấp cao chỉ có thể bị tổn thương bởi chiêu chém tan nguyên tố của cậu ta. Giải thích thêm một chút. Kỹ năng chính Taylor học được trong màn một cảnh chín. Chém tài nguyên tố. Chiến lược trận lần này phụ thuộc vào kỹ năng đó. Nếu có thể khiến Taylor sử dụng tới kỹ năng đó, khả năng chiến thắng rất cao. Cảm ơn vì đã chỉ dẫn. Không có thời gian nên hãy nhanh chóng đi đi. Tôi ở đây nghỉ ngơi một lát. Nhìn hai theo hai người này rời đi, Ed cũng nghĩ. Mình đã đưa ra nhiều lời khuyên như vậy rồi. Hy vọng kế hoạch sẽ thành công. Nhưng lúc này cậu cũng có một thắc mắc. Đó là tại sao Dick vẫn chưa kết bạn với Taylor vậy? Tại màn một cảnh chín, đánh giá cuối học kỳ. Trong cuộc đọ sức giữa hai người này, Taylor bị đánh bại nhưng đã học được cách chém nguyên tố và cắt đứt phép thuật của Dick. Sau khi nhìn thấy sự kiên quyết của đối phương, Zik đã nhận ra Taylor và cuối cùng cả hai trở thành bạn bè. Tuy nhiên chương cuối cùng của màn một sớm hơn một tháng so với nguyên tắc, nên màn một cảnh chín, đánh giá cuối học kỳ đã không được tiến hành. Vì vậy hai người chưa phải là bạn và Taylor cũng chưa thể học được cách cắt nguyên tố. Không ai trong lực lượng chiến đấu hiện tại có thể gây ra được sát thương cho Takan. Vào lúc này Ed vẫn chưa nhận ra là toàn bộ sự phát triển theo cốt truyện đã sụp đổ. Lúc này tại quảng trường sinh viên, nơi đồn trú lực lượng tấn công. Zik đang cúi đầu xin lỗi mọi người. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi chắc chắn sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Mọi người lúc này trông khá là tơi tả bởi vì đội tấn công thất bại trong vòng đầu tiên. Lúc này Phonia cũng nói Được rồi, ngay cả khi có dích thì chúng ta có vẻ cũng sẽ bị đánh bại thôi. Bên này Claire cũng nói Nếu mọi người dự định tấn công lại tốt nhất nên tập hợp thêm các tình nguyện viên. Tôi sẽ tham gia cùng ngay khi cơn đau ở chân tôi biến mất. Được rồi Claire. Cậu nghỉ ngơi đi đã. Hiện tại cậu không đi lại được bình thường đâu. Công chúa Phonia, nếu cô thực sự quan tâm đến tôi, xin hãy rút lại mệnh lệnh của mình. Nghe được lời nói của anh ấy, Phonia bắt đầu run lên rồi nói. Claire, tôi cũng có thứ gọi là trái tim con người. Đồng thời lúc này cô ấy cũng nghĩ. May mắn thay, cuộc rút lui đã thành công nhưng Claire lại mất hết sức lực. Clemius, chủ tịch câu lạc bộ chiến đấu năm nhất cũng bị thương. Rốt cuộc, đã có chuyện gì? Nghĩ tới đây, cô ấy bắt đầu lên tiếng. Trước tiên, hãy dùng hết sức còn lại để tiêu diệt Takan. Đột nhiên lúc này một giọng nói vang lên. Chúng ta không có thời gian rảnh để hạ gục Takan. Nhìn vào trạng thái của nghi thức triệu hồi, nó sẽ được sớm hoàn thành thôi. Hãy chia đội chiến đấu ra làm hai nhóm, tôi sẽ lãnh đạo một nhóm và làm theo cách của mình. Người tới chính là Ed. Bởi vì Taylor đã không thể sử dụng chém nguyên tố, nên cậu buộc phải tham gia vào trận chiến này. Mọi người thấy Ad phát biểu ra lời này thì vô cùng kinh ngạc. Clemius lập tức lên tiếng. Trời ạ, à, tình huống này giống như một trò đùa vậy. Nhưng mà Dick đã đưa tay ra ngăn cản. Cứ nghe anh ấy nói xem thế nào đã. Bên này S tiếp tục giải thích. Chúng ta phải vượt qua linh hồn lửa Takan do Janika triệu hồi. Và đối phó với Janika, người bị linh hồn bóng tối điều khiển. Nhưng mà chắc mọi người cũng đối mặt với Takan rồi nên cũng biết vì cái vỏ của nó mà chúng ta không thể sử dụng sức mạnh của mình để gây sát thương. Nếu vậy thì không phải đối mặt trực tiếp với Takan. Khi một đội thú sự chú ý của nó, đôi kia sẽ tiến vào khu vực huấn luyện chiến đấu để khuất phục Janika đang bị điều khiển. Nếu bỏ qua Takan thì chỉ cần đối phó với Janika mà thôi, Theo vội vàng nói. Không thể nào, nó hoàn toàn khác với những gì được biết về Takan trong quá trình huấn luyện chiến đấu. Sở dĩ chúng tôi có thể rút lui đều là nhờ may mắn. Nếu đội mùi nhử thất bại và ta can đổi theo đội chấn áp, hoặc nếu đội mùi nhử bị tiêu diệt hoàn toàn thì cuối cùng chúng ta sẽ phải giải quyết cả hai vấn đề cùng một lúc. Rủi ro là quá lớn. s cũng vô cùng rõ điều này nên cậu nói. Việc cân nhắc mức độ rủi ro chỉ có thể được thực hiện khi có những lựa chọn thay thế khác, lo teo. Cuối cùng mục tiêu quan trọng nhất là khuất phục được Janica. Khi đó ta can cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ thuộc đội mùi nhử? Dick nói mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, vào nhóm đó thì khác gì đi tự sát luôn đâu. Bên này nhân vật chính Taylor liền giơ tay lên, tôi xung phong vào đội mùi nhử. Nhưng lời nói của cậu ấy bị ép phản bác ngay lập tức. Không được, đừng có làm vậy, vào trong đi. Bất luận thế nào cậu cũng là người thuộc nhóm chiến đấu. Taylor vẫn còn cố giải thích, tôi có đôi chân nhanh nhẹn. Tôi không biết mình có thể chạy trốn được bao lâu. Nếu phải hy sinh thì tôi làm điều đó là đúng đắn. Bên này S đang cố đẩy cậu ta vào rồi nói: "Cậu đang hiểu lầm gì đó rồi, chúng tôi không chọn vật tế thần. Không nhất thiết phải chia đôi cũng được, Clemius và Lotel sẽ làm được việc đó. Ba người bao gồm cả tôi sẽ dụ được Takan." Hai người bọn họ ở phía sau nghe vậy thì bắt đầu la ó: "Tại sao phải là tôi, tôi không muốn chết. Tôi cũng sẽ lịch sự từ chối điều này nha." Bên này S cố gắng thuyết phục bọn họ: "Hãy tin tôi, có một cách có thể trói chân Takan." không làm thế nào được chứ? Đối phó với Srod Taylor và Takan. Tôi sắp chết rồi Clemius la lên, mà bên này Phonia cũng bắt đầu lên tiếng. Lời nói của cậu không có gì sai cả, tôi vẫn chưa biết mục đích nhưng tôi chỉ huy mọi người nhân danh Phonia Elias Cloel, công chúa thứ ba của đế chế Cloel. Chia đội chiến đấu thành hai nhóm với nhiệm vụ khác nhau. Tôi, tai Ili, Zik, Elvira và Aila sẽ là đội chấn áp Janica. Clemius và Lothel sẽ là mồi nhử Ta Can. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi sẽ nói ngắn gọn vì sắp cái thời gian rồi. Dù sao đi nữa, đừng chết, không bao giờ được thất bại. Ngay sau đó, cả hai đội cũng bắt đầu chia ra thực hiện nhiệm vụ của mình. Lúc này tại hành lang, nơi Ta Can đang canh giữ, Lothel nhìn sang Es lo lắng hỏi: Làm thế nào để kéo dài thời gian với đối tượng là thần lằn lửa kia? Es vẫn bình tĩnh trả lời: Theo lời tôi, làm theo kế hoạch là được chúng ta sẽ chiến thắng được dù thế nào đi chăng nữa. Nói xong cả ba người bắt đầu lao về với con thần làn lửa. Lúc này cậu cũng không sang nói với Clemius. Đừng lo Clemius, chúng ta sẽ làm được thôi. Clemius rất nhát gan và không tự tin về năng lực của mình, nên cần phải cho cậu ấy chút tự tin. Mà Clemius bên này thấy được vẻ mặt ăn chắc của Ed thì cũng suy nghĩ, sao hắn ta tự tin vậy nhỉ? Có phương pháp gì đó để chiến thắng thật ư? trong phòng huấn luyện chiến đấu phía sau cánh cửa đó là Janika Felver tất cả những gì mình cần phải làm là dụ ta can dáng vẻ kiên cường của công chúa khiến mình bị phục và nghe lời cô ấy đi đến tận đây nhưng mà vì mình không một mình có lẽ mình có thể lấy hết can đảm và tiến về phía trước lúc này khi mà Klemius đã đối mặt với con thần làn lửa nhìn thấy nó bắt đầu tụ tập hơi thở vào trong miệng Klemius vội vàng lo lắng quay lại phía sau hỏi nó đang đến cuộc chiến bắt đầu làm sao để dụ nó bây giờ đáng buồn thay khi mà cậu ấy quay đầu lại thì hai người kia đã bốc hơi từ bao giờ cảnh tượng này khiến cho mặt cậu ngu si hẳn ra bây giờ chỉ còn lại một mình cậu đối mặt với con thần làn này như một phản ứng clemius dùng toàn bộ sức lực của mình tăng tốc nhanh hết mức có thể cậu nói dối cậu lừa tôi tại sao lại đối xử với tôi như thế này này mấy tên điên này đâu rồi ra đây đáng ghét quá tôi ghét cái thế giới này Clemius vừa chạy vừa bắt đầu gào thét. Mà lúc này Lothel đang có mặt ở bên ngoài hành lang. Lúc này S đã nói với cô ấy. Chúng ta hãy đi ra ngoài trước khi đã đẩy Clemius vào hành lang để nhử con quái đó. Ý cậu là cuối cùng cậu sẽ hy sinh Clemius. Nó có thể không tệ khi làm việc đó để cứu nhiều người. Nhưng cũng không thoát khỏi sự chỉ trích về mặt đạo đức đâu. Không, hy sinh gì chứ. Cậu ấy nhìn thế thôi cũng thấy là ra dáng thủ lĩnh rồi. Thể lực và nhanh nhẹn của cậu ấy rất khủng khiếp. Với lại hành động này, vai trò quan trọng nhất sẽ là của cậu, Lothel. Cậu là người đáng nhận vai trò đảm bảo lối vào an toàn cho đội trấn áp Janika. Trên thực tế, cậu sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc tạo lập một hành lang di chuyển an toàn cho đội tấn công Takan. Cha, đúng là không thể đưa ra phán xét người khác khi chị dựa trên tin đồn. Lothel vừa nói, mà lúc này sau lưng cô ấy cũng xuất hiện vô số vòng tròn ma pháp. Tất cả mọi người đều đang lưỡng lự, không biết có nên làm hay không. Nhưng mà cậu giỏi mấy cái vụ này mà. Thổi bay nó đi một cách nhẹ nhàng. Vậy là theo lời S. Cô ấy đã sử dụng ma pháp của mình để phá tường, tạo ra một lối đi tắt an toàn cho đội trấn áp. Đồng thời lúc này cô ấy cũng nghĩ. Nghĩ lại thì lúc đang luyện tập trận đấu chung. Cậu ấy đã chứng kiến mình thổi bay trần ống đinh bằng ma pháp trung cấp bị cấm. Vậy nên là cậu ấy đã giao cho mình vai trò này. Một chàng trai thú vị nhỉ, S. Taylor. Dù sao đường vào đã được đảm bảo, phần còn lại vừa nói cô ấy vừa quay mặt về phía sau. Đồng thời lúc này Clemius cũng đã kéo được con thần lằn lửa ra khỏi hành lang. Lo teo, Các người thực sự nghĩ rằng tôi chết ư, tôi sẽ không bị các người yên đâu. Và bây giờ họ mới phải đối mặt với nguy hiểm thực sự. Ngay cả khi chiến dịch thành công và lực lượng chiến đấu tiến vào an toàn mà không gặp phải ta can. Cô ấy và Clemius cũng phải đối phó với con thần lằn này khi mà nó đã nhảy ra ngoài. Nếu chiến đấu với con thần lằn này ở một hành lang, nơi không có lối thoát thì họ trăm sẽ chết ngay lập tức. Chỉ khi kéo nó ra được bên ngoài để họ mới có được chút cơ hội. Vì con quái vật có lớp vỏ phòng ngự nên không có cuộc tấn công nào hiệu quả. Bởi vì vậy nên hiện tại, Loteo đang cố câu giờ để cho S đi lấy vũ khí bí mật. Nếu không có các nguyên tố, thì thành viên của đội chiến đấu không ai có thể làm cho Takan bị thương. Nên thứ cần thiết là một hỏa lực áp đảo. Và phương án dự phòng của cậu ấy chính là Lucy đang ngủ ở đâu đó. Khi mà được ép vác lên thì Lucy vẫn còn lơ ngơ. Ơ cái gì, tôi đang run rẩy, tôi đang ngủ rồi. Ed nghe được mấy lời này thì tức giận. Làm sao mà cậu ấy có thể chợp mắt lúc này? Lucy, người không có chỗ để ngủ vì nơi trú ẩn của cô ấy đã bị phá hủy. Nên cô ấy đã đến sân thượng, nơi mà cô ấy từng ngủ trước đây. Cùng thời điểm này, tâm trạng của Janika trở nên không tốt. Và Bell Maya trở lên nhạy cảm với điều đó. Vì vậy Lucy bỏ chạy sử dụng hết sức mạnh phép thuật của mình để thoát đi và đã ngủ thiếp trong mệt mỏi. Đây có thể là một sự thay đổi trong kịch bản khi để loại con người mất cân bằng này vào trận chiến. Nhưng bây giờ không phải là lúc để chọn cái này cái kia. Vậy nên cậu bắt đầu lôi ra một ít thịt bò để đánh thức Lucy. Vừa ngửi thấy mùi thịt là cô ấy tỉnh dậy lại ngay. Hừm, có mùi như thịt bò khô. Ngay khi cô ấy vừa tỉnh dậy là Ed liền nhét cả đám thịt bò này vào trong miệng cô ấy. Ăn đi, ăn nhiều vào. Sau đó cậu bắt đầu túm lấy cổ áo Lucy, rồi vào tư thế chuẩn bị. Địch thủ là một con thần lằn lửa, sẽ có khoảng cách để cần ném cô ấy đến chỗ con quái. Nhưng không có gì phải lo lắng cả, S đã làm nhiều lần điều này khi chơi game rồi. Tất cả mọi người nằm xuống, cậu ấy hét lên rồi ném thẳng Lucy về phía con thần lằn. Ở bên này, con thần lằn cũng đang chuẩn bị bắn trường bằng miệng. Thấy cảnh tượng này cũng làm cho Lucy sợ vãi khiếp. Trời ơi ghê quá, đáng sợ quá và ngay khi cô ấy bay tới giữa con thằn lằn và nhóm người lo teo, thì cả người cô ấy bắt đầu bùng lên một luồng xét. Đây cũng chính là điều mà Ed mong đợi, lôi thuận cao cấp, thiên phạt. Ngay sau đó là một luồng sấm sét kinh khủng giáng xuống. Lo teo vội vàng khi chuyện kết giới để bảo vệ. Mà áp lực gió do vụ nổ gây ra cũng thổi bay người Ed, may mà cậu ấy kịp tóm lại lan can. Ở một khía cạnh nào đó, thì đây là thời điểm quan trọng. Ta can là một hỏa linh cấp cao không thể bị hạ ngay cả khi mọi người lao vào nó. Vì lớp vỏ bảo vệ của nó quá chắc chắn. Nhưng bây giờ, sau khi Lucy đánh trúng ma thuật cấp cao, ngay cả lớp vỏ cứng của nó cũng đã bị vỡ. Bây giờ nó sẽ nhận sát thương từ các cuộc tấn công của bọn họ. Tất nhiên là khi giết nó, S sẽ nhận được một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Đến thế này rồi thì cậu ấy cũng chẳng cần quan tâm đến mọi thứ khác nữa. Cú đánh cuối cùng để kết liễu con quái vật đó nhất định phải là của tôi chúng ta cùng quay trở lại với Janika. Lúc này tâm trí cô ấy vô cùng hỗn loạn. vô số hình ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu cô ấy. Mẹ rất tự hào vì con, con gái yêu của mẹ, Janika. Tôi rất vui vì được làm bạn với bà, Janika. Cậu là niềm kiêu hãnh của học viên năm hai đấy. Cậu là người duy nhất thể hiện các kỹ năng thượng thừa trong khóa huấn luyện chiến đấu chung lần này. Nếu là học viên Janika thì tôi có thể tin tưởng được rồi. Không có cậu thì các học viên năm hai chính là thế hệ ngu dốt nhất đấy. Vô số lời nói tin tưởng như vậy đã đè nặng lên vai cô gái này. Lúc này ở bên trong căn phòng cũng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó là bức tường bị phá hủy rồi nhóm của Taylor đi vào. Janika cũng nhìn thấy khung cảnh này. Đúng rồi, mình phải chào đón bọn họ cùng với nụ cười như thường lệ. Chào mừng, cô ấy nói với khuôn mặt vô hồn. Hiện tại lúc này đây Janika đang bị trói buộc bởi con quỷ đầu dê. Cách đó không xa, Ed cũng nghe được tiếng động này. Janica đã bắt đầu trận đấu rồi à. Màn chiến đấu này sẽ kết thúc khi bình minh lên. May mắn thay, bên mình cũng sắp xong rồi. Ngay sau khi cậu ấy chạy xuống đã lập tức hỏi lo teo. Lucy cô ấy sao rồi? Lăn ra chỗ khác rồi, nếu cô ấy có thể giải quyết được nó thì tốt. Em không nghĩ là cô ấy còn đủ năng lượng để sử dụng phép thuật đâu. Thôi được, chúng ta sẽ tự mình kết liễu nó vậy. Em cũng tính thế nhưng mà nó vẫn kháng cự được dù cho em đã tập hợp toàn bộ lượng mana của mình em có tấn công nó bằng hai cây bằng thương nữa sao nó có thể chống chịu tốt đến vậy nhỉ bên này ed cũng đã sắn tay áo lên ta phải chém đầu nó băng ma pháp của cô không được sắc bén cho lắm nên cứ để tôi lo theo nghe được vậy thì kinh ngạc anh cũng thuộc hệ ma pháp giống em mà tiền bối nếu vậy thì không phải nên để việc đó cho một kiếm sĩ si sao như clemius ấy hạ nghe tới đây Ed liền quay sang nhìn Clemius. Lúc này cậu ta vẫn đang còn đang run lẩy bẩy cầu xin cứu giúp. Cô nghĩ là cậu ta làm nổi à? Đúng là không nổi thật. Cậu ta đang chết nhát ngồi kia rồi. Tôi sẽ nhận trọng trách kết thúc chuyện này, vậy nên hãy khiến nó bất động một chút dùng tôi. Tôi sẽ liều mạng vì mọi người, do vậy cô phải làm cho thật tốt vào. Lo Teo nghe vậy thì gương mặt cô ấy trở nên sững sờ rồi nói. Tiền bối Ed nói về mấy thứ như trọng trách, liều mạng nghe đơn giản quá nhỉ. Thật ra nghĩ lại thì nghe như đánh cược mạng sống của chính mình vậy." S lúc này cũng bắt đầu tiến lên phía trước, vừa đi cậu vừa nói. "Nó không phải là đánh cược, vì giá trị của một sinh mạng nó không có thấp như thế đâu. Đây là một vụ đầu tư." S quay về nói với Lo Teo nghe vậy cũng mỉm cười, "Đầu tư hả, đúng chuyên môn của em rồi. Có thể em là một vị hoàng nữ nắm trong tay tất cả mọi thứ, chỉ vì dòng máu hoàng tộc mà để mình bị ảnh hưởng bởi dòng chảy sự sống." nhưng vì tiền bối đã liều mình đánh cược mạng sống vì em nên em cũng sẽ liều mình đánh cược mạng sống vì anh vừa nói cô ấy cũng bắt đầu khởi động một loại ma pháp nào đó khá là khủng mà bên này ed cũng bắt đầu lao về phía con thằn lằn hiện tại cậu ấy đang ở giới hạn rồi và con quái vật thì cũng vậy kể cả thế mình có thể hiểu tại sao clemius lại sợ hãi đến vậy lúc này con quái vật cũng bắt đầu lao về phía ed ed cũng đã khởi động phong ma pháp trong lòng bàn tay vẫn chưa được, phải lại gần hơn nữa. Nhưng lúc này đột nhiên có một tiếng thét vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Tiếng kêu sợ hãi này là của Clemius, bởi vì lúc này trên bầu trời có một cánh tay khổng lồ. Ed ngay lập tức nhận ra đó là cánh tay phải của Glasgow. Vậy có nghĩa là Taylor và hội bên kia đã đánh nó đến giai đoạn cuối cùng rồi đúng không? Tức là câu chuyện sẽ diễn ra đúng như dự tính. Nhưng mà có gì không đúng lúc cho lắm, bất cứ ai cũng sẽ bị phân tâm khi nhìn thấy thứ này. Và bên này, ngay khi con thằn lằn chuẩn bị phun lửa thì miệng của nó liền bị trạch hướng do chúng phải một cột băng ngay lúc này lo teo thét lên với ed đây đúng là một điều may mắn với ed bởi vì ngay cả trong cơn đại hoa thì lo teo cũng không phạm bất kỳ sai lầm nào và ed thì cũng vậy tận dụng lúc con quái vật bị chúng đòn tấn công cậu đã nghe lập tức áp sát vào phần cổ của nó lúc này trong lòng bàn tay cậu cũng có một quả cầu năng lượng gió đây là một chú thuật mà có lẽ mình đã dùng đến hàng nghìn lần phong diệp. Ngay sau đó lòng bàn tay cậu bắn ra một lưỡi đao khổng lồ chém đứt đầu con thằn lằn Khi mà cái đầu bị đứt lìa ra thì nó cũng bắt đầu tan biến Rồi một bảng thông báo hiện lên bạn đã đánh bại hỏa tinh linh cấp cao Takan. Tăng miền kết nối tinh linh tăng độ hiểu biết về tinh linh Có vô số thông báo như thế này xuất hiện cùng lúc. Mở ra một lượt khế ước với tinh linh Khế ước với tinh linh đã khả dụng Nhưng mà S chưa để ý tới mấy thông báo này cho lắm Lúc này cậu đang để ý tới trận chiến kia hơn. Trên bầu trời, Taylor đang phi thẳng lên đối đầu với bàn tay khổng lồ. Ngay sau đó một luồng sáng bắt đầu lóe lên, rồi cái bàn tay khổng lồ đấy bị cắt thành không biết bao nhiêu mảnh. Cuối cùng là nổ tung, mà Taylor cũng bị vụ nổ này thổi bay xuống phía dưới. Ed chứng kiến cảnh tượng này thì không biết phải nói gì cả. Đúng là một nhân vật chính mạnh mẽ. Sau khi bàn tay khổng lồ bị tiêu diệt, bức màn trên bầu trời cũng bắt đầu vỡ tan. Lúc này dưới gốc cây, nhóm người s đang mệt phờ ngồi với nhau em đã từng thấy rất nhiều người bảo là sẽ liều mạng vì một thứ gì đó nhưng mà cũng có rất nhiều người không thực hiện đúng lời hứa toàn mấy tên khốn hèn nhát lo teo nói ừm s chỉ nhẹ nhàng trả lời lo teo thấy vậy liền quay sang hỏi sao thế tiền bối chúng ta vừa trải qua một sự kiện kinh hoàng suýt thì chết cả lũ vậy mà biểu cảm của anh vẫn bình thản ghê em xin phép giới thiệu lại bản thân một lần nữa em là lo teo chen vừa nói cô ấy vừa bắt tay với s nhưng mà khi s thu tay về cậu ấy liền thấy đã có ba đồng vàng ở trong lòng bàn tay mình lúc này lo theo nói tiếp lần này em thắng anh vừa mất cảnh giác đúng chứ giờ thì anh nợ em một ân huệ đấy nên làm gì giờ nhỉ vừa nói cô ấy vừa thẻ lưỡi với s rồi chúng ta sẽ biết thôi tiền bối nghe mấy lời này s bắt đầu nghĩ ý là muốn giữ liên lạc với mình ấy hả thực sự thì mình không muốn dây dưa với cô ta nhưng mà cậu ấy mới nghĩ tới đây thì lại có một giọng nói khác vang lên. Bực thật, chắc người cũng biết tại sao ta lại bực tức như này. Kể cả vậy, ta nợ ngươi lần này, cảm ơn. Lời nói này là của Taylor, nói xong câu ta cũng cúi đầu với Ed. Diện mạo hiện tại của Taylor có thay đổi một chút. Đó là biểu hiện của việc cậu ấy đã làm chủ được thanh kiếm nguyên tố. Mà Clemius bên này nghe thấy Taylor nói vậy thì bực tức quát lên. Taylor, cậu không cần phải tỏ ra tôn trọng với cái thể loại này. Rồi có ngày nó lại đâm sau lưng cậu cho mà xem, tại nó mà tôi suýt chết đấy. Có vẻ như anh ấy vẫn cay cú vụ mình bị lừa. Nhưng đáng tiếc, lời của anh ấy lại bị những người phía sau phản bác ngay. Im đi Clemius, hơi nhiều lời rồi đấy Clemius, Clemius người ồn ào quá. Thấy bao nhiêu người hùa vào nói một mình mình, làm cho Clemius chỉ biết đi một mình ra một góc rồi khóc. Mà bên này Phonia cũng nói. Ezra Taylor, người đã đóng góp rất nhiều vào trận vừa rồi, nếu ta gửi một lá thư giới thiệu tới hội học sinh. Cô ấy mới nói tới đây thì S đã từ chối. Không, dù sao đi nữa Lucy mới là người đóng góp nhiều nhất vào công cuộc đã đánh bại Takan. Và Taylor là người đã hạ gục Bilofer và Glaskan. Vậy nên xin hãy tập trung vào hai người họ kìa. Elvira cũng thò đầu ra nói. Phải đấy, anh đừng có đánh chống lảng. Đúng là ai cũng biết rằng Lucy và Taylor đã đóng góp rất nhiều công sức. Nhưng bọn em đang nói về chuyện khác cơ bộ anh xấu hổ hay gì. Anh ấy là tiền bối đấy, nói chuyện tao đàng hoàng vào Elvira. Dích nói. Cô ấy nghe vậy thì tức giận nói. Sao cậu lại đứng về phía anh ấy? ăn nói hẳn hoi. Nhìn bọn họ nói chuyện thế này cũng làm cho Ed cảm thấy vui vui. Để không ảnh hưởng tới cốt truyện gốc. Mình đã cố giữ khoảng cách với các nhân vật chính. Vì vậy khi được tận mắt nhìn thấy họ, mình lại cảm thấy ấm áp làm sao. Được nhìn thấy họ hoàn thành vai trò của bản thân trong thế giới này và giải quyết vấn đề hết lần này đến lần khác. Taylor trở nên mạnh hơn xuyên suốt các kỳ kiểm tra, Aila cũng trở nên mạnh mẽ hơn vì Taylor. Phonia dần dần trưởng thành, chấp nhận vận mệnh của một bề trên cai quản vương quốc. Zik đã tìm ra con đường của riêng mình qua các hiểu biết tri thức về các nền văn minh. Clemius thêm tự tin vào bản thân, Elvira nhận ra rằng niềm vui và sự chú ý không phải là tất cả trong cuộc sống. Loteo thì tự hỏi rằng, liệu cuộc đời có bị những đồng tiền vàng thao túng hay không? từng nhân vật chính cùng từng vai trò khác nhau. Và đích đến cuối cùng chính là chiếc cúp mang tên thắng lợi. Biết được sự thật đó, mình đã quay trở lại. Đến một nơi mà bạn không thể tìm thấy khi màn chơi đang diễn ra, sau khi câu chuyện kết thúc, bực dự bị. Đây cũng chính là nơi Lucy từng dùng để ngủ trong khóa huấn luyện chiến đấu chung. Dù có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa thì mình vẫn thấy không khả quan. Vì vậy người đó không còn lựa chọn nào khác ngoài nơi này để các nhân vật chính có thể tỏa sáng thì phải có một ai đó ở lại phía sau hậu trường và khi Ed mở chiếc hòm ra thì là Janika đang trốn trong đó thấy mình bị phát hiện cô ấy cũng cười ngượng.